Thiệu Bình Ba choáng váng, vẻ mặt khôn khéo trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thậm chí có chút mộng, chậm rãi lùi lại mấy bước, thất hồn lạc phách ngồi xuống ghế. Tại sao lại như vậy? Không phải đã bố trí kế hoạch hấp dẫn hắn ra sao? Thiệu Tam tỉnh nói, tình huống cụ thể hiện tại còn không rõ ràng lắm, tai mắt trong cung truyền đến tin tức, Hạo Vân Đồ vốn muốn gặp anh Vương, đã đến cửa hậu cung, ai biết bên Hảo Vân Đồ dường như đột nhiên gặp phải sự tình trọng đại, không gặp anh Vương nữa, anh Vương liền trở về phòng nghỉ, cuối cùng đùng thiệu bình ba đập tay lên bàn tức giận nói vì sao tai mắt trong cung không ngăn cản thiệu tam tỉnh cất tiếng đau buồn nói tai mắt trong cung chỉ phụ trách quan sát không biết kế hoạch lại càng không biết sự tình hạ độc đại công tử này cũng là ý tứ của ngài người biết chuyện quá nhiều dễ để lộ bí mật hiện trường trừ hảo vân thắng thì không người biết được hảo vân thắng cũng không biết sau lưng có công tử ngài không cách nào đúng lúc ngăn cản đợi đến bên chúng ta biết tin tức đã muộn ý tứ của ta thiệu bình ba lẩm bẩm ánh mắt mờ mịt, hắn luôn luôn khôn khéo dường như hồ đồ rồi, cũng nghĩ tới, không sai, đều là hắn bố trí, từ đầu tới đuôi mỗi một chi tiết nhỏ đều là hắn cẩn thận sắp xếp tự mình bố trí. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn ở mỗi một chi tiết nhỏ tốn rất nhiều tâm tư, nhưng ngàn tính vạn tính, cũng không tính tới Hạo Vân Đồ ở lúc tảo triều sẽ gặp phải đại sự dẫn đến không tiếp kiến anh vương. Nhất định là có sự tình trọng đại, bằng không quân vương như Hạo Vân Đồ, mỗi ngày xử lý vô số sự tình, đã sớm rèn luyện ra năng lực trầm ổn nhất định sự tình bình thường không ảnh hưởng được hành vi của Hạo Vân Đồ. Lẽ nào thu được tin tức đại quân tiền tuyến xảy ra biến cố? Không hẳn, hạ thủ các nơi chắc toán qua thời gian, ít nhất cũng phải giữa trưa hôm nay mới có thể nhận được tin tức. Thiệu Bình Ba nói nhỏ, Thiệu Tam tỉnh không người, sốt ruột nói. Đại công tử, làm sao bây giờ, Ngọc Thi độc không có giải dược, nhanh nghĩ biện pháp. Thiệu Bình Ba uể oải nói, người cũng nói, không có giải dược, ta có thể có biện pháp gì. Thiệu Tam tỉnh nói, Đệ tử quỷ y, đệ tử quỷ y kia ở Tề Kinh, nên nhắc nhở tiểu thư, ở trước khi độc phát tiến hành cứu trị. Thiệu Bình bạo uể oải nói, nhắc nhở, làm sao nhắc nhở, nhắc nhở dễ dàng, anh Vương còn chưa phát độc liền tới tìm đệ tử quỷ y cứu trị, hậu quả ngươi có nghĩ tới không? Sẽ hại chết liễu nhi, Thiệu Tam tỉnh lo lắng, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn cô ra chết, trơ mắt nhìn tiểu thư thủ tiết sao? Không thể nhắc nhở, bọn hắn còn có cơ hội tự cứu. Ngọc thi độc, Người bình thường chúng sẽ chết bất đắc kỳ tử, nhưng nếu có tu sĩ hỗ trợ thì pháp áp chế, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Anh Vương không phải người bình thường, pháp sư thường ở bên người bảo hộ, nhất định sẽ đúng lúc phát hiện hắn không bình thường, nhất định có thể để hắn kiên trì một đoạn thời gian, huống hồ hắn là người ăn muộn nhất. Đệ tử quỷ y đã ở Tề Kinh, bọn hắn phát hiện khó cứu trị, hẳn là sẽ đi cầu đệ tử quỷ y kia, hẳn còn có cơ hội. Nói đến này, Thiệu Bình ba gần như dù gì nói Hy vọng đệ tử quỷ y kia có thể giải độc." Thiệu Tam Tỉnh nói, "Nếu đệ tử quỷ y kia không giải được làm sao lo liệu?" Thiệu Bình ba trầm mặc không hé răng, Thiệu Tam Tỉnh lại nói, "Nghe nói đệ tử quỷ y kia rất có phong tư của quỷ y, giống như sư phó hắn, tính tình cổ quái, không phải là người nào cũng có thể cầu được, nghe nói Tề Hoàng từng muốn gặp hắn, nhưng hắn ngay cả mặt mũi của Tề Hoàng cũng không cho, vạn nhất không cầu được hắn xuất thủ cứu trị làm sao lo liệu?" Thiệu Bình ba vẫn không hé răng, Thiệu Tam Tỉnh nói, một khi anh vương chết, chúng ta không có biện pháp bàn giao với tiểu thư. Đại công tử, ngài nhanh nghĩ biện pháp đi. Thiệu Bình Ba nói, ta không có biện pháp, chỉ có thể nhìn vận khí của Liễu Nhi. Xảy ra sự tình ngoài ý muốn này, mặt sau ngược lại bất việc, chỉ ít tẩy thoát hiềm nghi cho Hạo chân, cũng không liên lụy đến Liễu Nhi, không cần phí lực tìm chứng cứ ngoại phạm cho bọn hắn. Đi đi, chú ý tình huống biến hóa bên ngoài, tùy thời báo ta. Dứt lời chậm rãi đóng hai mắt lại, không nói nữa, sắc mặt khó coi, tinh thần rõ ràng rơi vào trạng thái không tốt, làm cho người ta cảm thấy chán trường vô lực. Này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài, nội tâm xuất hiện bi thương không phải là người ngoài có thể lĩnh hội. Trên đời này, nếu nói còn có người nào có thể để hắn quan tâm, vậy chỉ có muội muội thiệu liếu nhi mà mẫu thân trước khi lâm trung giao phó. Còn phụ thân, phụ tử đã thành người dưng, càng nhiều chỉ là danh phận. Hắn thật không muốn thiệu liếu nhi có chuyện, vì muội muội hắn không tiếc ở trong sự tình lớn như thế lẫn lộn cảm tình cá nhân. Ở trong đại cục hết sức bảo hộ anh Vương, là gánh chịu phong hiểm nhất định, chuyện này với hắn mà nói là khó có thể tưởng tượng. chương 1653, Hoài nghi một Thế nhưng người tính không bằng trời tính, trung quy còn gây hỏa tới anh Vương Hạo chân Một khi anh Vương Hạo chân chết bất đắc kỳ tử, hắn thật không biết nên làm sao đối mặt thiệu liễu nhi. Sự tình phát triển đến cuối cùng, sự kiện lớn như vậy, có chút chân tướng cuối cùng tự nhiên sẽ bại lộ. Một khi để thiệu liễu nhi biết ca ca độc giết trượng phu của nàng, thù mới hận cũ, chỉ sợ muội muội này vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn. Phổ thân Thiệu Đăng Vân biết được, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy hắn không bằng cầm thú. Mà trước mắt lý do duy nhất mà hắn có thể an ủi nội tâm mình là, có thể bảo vệ Thiệu Liễu Nhi an toàn là được. Hưu quạnh, cực kỳ hưu quạnh, Thiệu Bình ba phất tay, ra hiệu Thiệu Tam Tỉnh lui đi. Vâng, Thiệu Tam Tỉnh thấp giọng đáp lại, vẻ mặt âm u, chậm rãi xoay người rời đi. Nhưng đi không được bao lâu, Thiệu Tam Tỉnh lại vội vàng trở về đại công tử người hôm qua lại đến rồi sau đó thấp giọng bổ túc một câu phiêu miểu các hắn thiệu bình ba bỗng nhiên mở mắt đứng lên dường như trong nháy mắt khôi phục tinh thần hỏi mấy người đồng thời bước nhanh đi tới bên cửa sổ ngón tay vạch ra một chút nhìn xuống dưới nhìn thấy người trong đình viện thiệu tam tỉnh trả lời chỉ một mình hắn thiệu bình ba nhíu mày có chút không rõ theo hắn lý giải loại người như đối phương không có khả năng liên tiếp chạy tới gặp mình không gặp cũng không được hôm qua người ta có thể dễ dàng tìm tới cửa liền nói rõ hành tung của mình ở trong bàn tay đối phương không trốn được lập tức nghiêng đầu ra hiệu cho mời ngươi ở phía dưới thủ vâng thiệu tam tỉnh xuống chốc lát người hôm qua đi lên lầu thiệu bình ba cười chắp tay chào ngày hôm nay tiên sinh đăng môn thực để ta ngoài ý muốn là có gì phân phó sao khách tới lạnh lùng nói hiện tại tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm lập tức rời tề kinh muộn sợ là ngươi muốn chạy cũng không chạy thoát Thiệu Bình Ba thử hỏi, vì sao, khách tới nói, ta vừa nhận được tin tức, sáng sớm ngày hôm nay Hạo Vân đổ biết người đến Tề Kinh, đã bí mật lệnh người bắt lấy. May mà ta ngủ lại Tề Kinh một đêm, bằng không chờ ta nhận được tin tức sợ là cũng không kịp bố trí người thông báo ngươi, này cũng là nguyên nhân ta tự mình đi một chuyến. Hạo Vân đổ biết ta đến Tề Kinh, con người của Thiệu Bình Ba đột nhiên co rụt, lẽ nào hắn biết địa chỉ của ta sao? Khách tới nói, này thì ta không biết, bất quá vì bắt ngươi, bộ tầm đã điều động hết thảy lực lượng của giáo sự đài ở trong kinh thành. Người tuyệt đối không nên coi thường lực lượng này, ở trong tề kinh, coi như phiêu miểu các cũng không ép được bọn hắn, có mục tiêu, tin tưởng không được bao lâu bọn hắn sẽ tìm ra chỗ người ẩn thân. Kỳ thực không cần hắn nói, đạo lý thiệu bình ba cũng hiểu, nhưng thiệu bình ba quan tâm không phải cái này. Ta đến tề kinh, chính là cơ mật trọng đại nhất tân quốc. Xin hỏi tiên sinh, vì sao hạo vân đồ biết ta ở đây? Khách tới nói. Hiện tại không phải thời điểm quan tâm cái này, trước tiên thoát thân lại nói." Thiệu Bình ba trầm giọng nói, "Tiên sinh nói sai rồi, nếu không rõ ràng vì sao hảo Vân Đồ biết, nếu bên này xuất hiện gian tế, ta chạy trốn tới nơi nào cũng có thể bị đuổi tới, rất khó thoát ra Tề quốc." "Cầu tiên sinh giúp ta." Nói xong chắp tay khẩn cầu, khách tới trầm mặc, ngược lại là bản thân sơ sẩy, đối phương nói có đạo lý, cân nhắc một chút sau đó lắc đầu nói, "Cái vấn đề này sợ là ta không giúp được ngươi, theo ta được biết" ngay cả Hạo Vân đồ cũng không biết mật thư đến từ phương nào. Nhưng vấn đề có thể tưởng tượng, nhất định là người biết người đến mật báo. Còn sự tình ai biết người đến Tề quốc, này e là chỉ có Tấn quốc rõ ràng nhất. Thiệu Bình Ba nói, người có ý bên Tấn quốc ra gia nội gian. Khách tới nói, lẽ nào không thể sao? Người bên Tấn quốc biết người đến đây, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, hoàn toàn có khả năng để lộ bí mật. Thiệu Bình Ba nói, ta cho rằng khả năng bên Tấn quốc để lộ bí mật trên căn bản có thể bài trừ tiên sinh đừng lơ là một điểm, người tấn quốc biết hành tung của ta, nếu như không để ý đại cục cố ý hại ta, không tất yếu chờ đến ngày hôm nay, ở về quốc liền có thể động thủ, huống hồ ta đến tề quốc đã có một đoạn thời gian, vì sao sáng sớm ngày hôm nay mới mật báo. Hiện tại hắn biết đại khái vì sao anh Vương Hạo Trân lại có ngoài ý muốn, bởi vì sáng nay Hạo Vân đổ nhận được tin tức mật báo. Sự tình này liên lụy đến Thiệu Liễu Nhi, đến tột cùng người mật báo là ai? Hắn có chút hận đến nghiến răng, đừng để hắn biết được là ai bằng không nhất định để đối phương hối hận sống ở trên đời này Trừ căm hận lại không khỏi vui mừng không phải sự tình hảo vân đồ nhận được quân tình mà hắn lo lắng nhất biết được tin tức đại quân bị quấy dày khách tới không khỏi nhìn hắn phát hiện thiệu bình ba này đầu óc không bình thường a à, đích xác không phải bình thường hắn chắp tay đi qua đi lại một trận trầm ngâm nói nghe ngươi nói như thế ngược lại có chút đạo lý bước chân dừng lại lẽ nào là người phiêu miểu các dở trò thiệu bình ba cả kinh tiên sinh sao nói lời ấy khách tới nói tin tức về tới chỗ ta là thông qua người phiêu miểu các biết được phiêu miểu các tự nhiên có người nắm giữ tình huống của ngươi thiệu bình ba nói tiên sinh ý tứ là phiêu miểu các có khả năng bắt đầu nhúng tay sự tình này này để hắn rất bất an bối cảnh của phiêu miểu các còn có thế lực khổng lồ của phiêu miểu các nếu phiêu miểu các quyết định ở trong bóng tối can dự chiến sự như vậy trên căn bản đại biểu chính là thái độ của cửu thánh tấn quốc căn bản không có bất kỳ khả năng thành công Khách tới nói, không phải không có khả năng này. Đương nhiên, khả năng không lớn, ta chỉ là nói nội bộ phiêu miểu các có phải còn có người giống ta hay không, thuộc về cá nhân ở trong bóng tối can dự. Thiệu Bình Ba Trần chờ nói, sẽ có khả năng này sao? Khách tới nói, người phải hiểu được, phiêu miểu các là cách gọi chung của thế lực chấp hành đối ngoại dưới tay cửu thánh, nội bộ thế lực các phương đan dệt, vì lợi ích của mình, có người ở trong bóng tối can dự là không gì lạ. Thiệu Bình Ba nói, Chiếu Tiên Sinh nói, nếu nội bộ phiêu miểu các vì lợi ích của mình. Nếu thật như vậy mà nói, ta ngược lại không nghĩ ra, can dự chiến sự ta còn có thể lý giải, vì sao chỉ đối phó ta? Ta thật giống như không đắc tội qua phiêu miểu các a. À. Khách tới nhíu mày, phải, nếu bởi vì chiến sự ảnh hưởng đến lợi ích của nội bộ phiêu miểu các, người ra tay nhằm vào chỉ có thể là chiến sự, mà sự tình này rõ ràng là chỉ nhằm vào Thiệu Bình Ba. Nhớ tới cái này, không khỏi khẽ gật đầu nói, ngươi nói ngược lại có mấy phần đạo lý. Vậy thì kỳ quái không phải gian tế ở Tấn Quốc, lại không phải người nội bộ của phiêu miểu các can dự, vậy sẽ là ai chứ? Thiệu Bình Ba nói, ta ngược lại hoài nghi hai khả năng, khách tới à lên một tiếng, một bộ nguyện ý nghe cao kiến. Thiệu Bình Ba nói, khả năng thứ nhất là gian tế ở trước đây không lâu mới dò hỏi ra tung tích của ta, này có thể giải thích vì sao hiện tại tin tức mới truyền đến trong tay Hảo Vân Đồ. Khách tới khẽ gật đầu, hỏi, còn có một khả năng khác thì sao? Thiệu Bình Ba trầm mặc, hít mắt, chỉ mong đừng là khả năng này, thấy hắn hàm hàm hồ hồ, khách tới không khỏi hiếu kỳ. Người hoài nghi cái gì? Thiệu Bình Ba nói, ta hoài nghi một người, như hữu đạo, như hữu đạo, khách tới sướng sờ, không rõ. Tại sao ngươi lại kéo tới trên đầu hắn, dùng cái gì chứng minh là hắn? Thiệu Bình Ba quả đoán nói, bởi vì nhằm vào cá nhân ta hạ thủ, bởi vì ta hiểu rõ hắn, hắn tự nhiên cũng hiểu rõ ta, tấn vệ chi chiến ta vừa ra tay, hắn nhận ra được ta tồn tại, can dự vào không kỳ quái, phán đoán ra ta ở tề quốc không phải sự tình không có khả năng. chương 1654, Hoài Nghi 2 Đã như thế, liền giải thích vì sao Hạo Vân Đồ cũng không biết là ai báo tin. Theo lý thuyết, nếu là gian tế dò hỏi được tin tức cung cấp trợ giúp tề quốc mà nói, không để Hạo Vân Đồ biết là ai lấy lòng có chút không bình thường, đây chính là chuyện tốt ban ơn lấy lòng. Hơn nữa từ thời gian tính toán, là hoàn toàn tồn tại loại khả năng này này cũng giải thích vì cái gì không có ở về quốc đụng phải ta bởi vì về quốc nội loạn là đột nhiên bộc phát tin tức từ về quốc chuyển tới thánh cảnh lại đến trong tai hắn sau đó chờ hắn nắm giữ và phân tích cũng cần thời gian lúc này tin tức mới chuyển tới trong tai hạo vân đồ là có độ ăn khớp nhất định khách tới cổ quái nhìn hắn giống như nghe thiên thư có chút dở khóc dở cười nói ngươi nghĩ gì thế có gò ép như ngươi nói sao hiện tại nhưu hiếu đạo bị nhốt ở trong thánh cảnh là không có biện pháp liên hệ bên ngoài thanh âm của thiệu bình ba lớn hơn mấy phần này vừa vặn giải thích vì sao không để hạo vân đồ biết là ai lấy lòng chính bởi vì nghiêu hữu đạo ở trong thánh cảnh không thể để người ta biết hắn có thể trong ngoài liên hệ tiên sinh người dám cam đoan hắn ở trong thánh cảnh tuyệt đối không cách nào liên hệ ngoại giới sao đối với cái này khách tới ngược lại không cách nào bảo đảm trầm ngâm nói chiếu người nói trong thánh cảnh có người giúp hắn bằng không hắn không thể truyền tin tức lấy ta hiểu rõ ai sẽ ăn no rừng mỡ giúp hắn làm chuyện này bốc lên nguy hiểm bại lộ vẻn vẹn chỉ vì đối phó ngươi thiệu bình ba nói đây chỉ là ta suy đoán khả năng khác cũng tồn tại chỉ mong là ta đoán sai bằng không này là cục diện ta không muốn nhìn thấy nhất thật có người giúp hắn ở trong thánh cảnh thì nói rõ hắn ở trong thánh cảnh có trình độ trưởng khống nhất định muốn đối phó hắn càng ngày càng khó khăn nói đến đây lại nhìn khách tới chắp tay nói có phải hắn làm hay không hiện tại khó có thể định luật nếu là hắn làm hắn sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra đuôi cáo Thiên sinh, tình huống của Ngưu Hữu Đạo ở trong thánh cảnh cần phải nhanh chóng nắm giữ báo cho tại hạ. Khách tới có chút trầm mặc, có mấy lời không thể không thừa nhận đối phương nói có đạo lý, thật là Ngưu Hữu Đạo sao? Nếu thật là hắn mà nói, như vậy trong thánh cảnh khẳng định có người nhúng tay giúp đỡ, là ai? Hắn cũng muốn biết là ai, nghĩ đến đây, khách tới khẽ vuốt cầm, ta biết rồi, sau đó phục hồi tinh thần lại nhắc nhở, đừng phí lời trì hoãn, mau chóng rút đi, tận lực triệt thoái từ Bắc Thành, bên kia ta an bài người, vạn nhất có việc, cũng thuận tiện thoát thân. Thiệu Bình Ba cung kính nói, xin nghe tiên sinh phân phó, khách tới không nhiều lời nữa, xoay người rời đi, khách đi, Thiệu Tam tỉnh đi lên, đại công tử, hắn lại chạy tới làm gì, mật báo, Thiệu Bình Ba đại khái nói tình huống, Thiệu Tam tỉnh nghe xong giật mình, vui mừng không ngớt nói. Còn tốt còn tốt, trùng hợp hắn vẫn còn, bằng không hậu quả khó liệu. Trùng hợp, Thiệu Bình Ba cười gần, từ đâu tới trùng hợp, có thể là trùng hợp mới lạ. Ngươi cho rằng hắn cố ý chạy tới là vì gặp mặt ta liền đi. Ta nói rồi, hắn đang nghĩ biện pháp tìm hậu thủ của ta, đã đến rồi, khẳng định phải có sắp xếp bố trí. Hiện tại hắn còn không dám để ta chết, biết tình huống đương nhiên phải thông báo ta một tiếng. Thì ra là vậy, thiệu tam tỉnh suy tư gật đầu. Tốt rồi, thiệu bình ba phất tay nói. Hạo vân đồ đã phát động lực lượng giáo sự đài bắt ta, nơi đây không thể lưu lại, để bọn hắn nhanh chóng chuẩn bị, lập tức rút đi Vâng, thiệu tam tỉnh lĩnh mệnh rời đi Nam thành môn, một đội người từ Tây Viện Đại Vương Hảo Vân Thắng phóng ngựa rong rồi đi ra Khí thế vương ra, nhìn như muốn ra khỏi thành săn thú Cộng thêm vị thân đệ đệ này của Hoàng đế tính khí không quá tốt Thủ vệ cửa thành không người dám chiêu chọc Lên chiều trì hoán, kết thúc hơi muộn Vừa bãi chiều Hảo Vân Thắng lập tức dẫn theo thủ hạ đi săn bắn Săn thú là giả, vội vã thoát thân mới là thật bản thân làm cái gì trong lòng rõ ràng, lưu lại là tìm chết, nhất định phải mau chóng rời khỏi. Sau khi ra khỏi thành, Hạo Vân thắng rong rủi ở trên lưng ngựa quay đầu lại nhìn tề kinh nguy nga một chút, không biết lần này mình đi ngày nào mới có thể trở về. Gia quyến chủ yếu trong nhà, trước mấy ngày liền dựa vào cơ hội đi ra ngoài du ngoạn an bài hết, nên bây giờ đi ngược lại không có ràng buộc. Giá, Hạo Vân thắng vung roi, tăng nhanh tốc độ, đi địa điểm tiếp ứng chỉ định. Sau khi tan chiều, Ngọc Phương hào hồng tới nha môn xử lý công vụ, nhưng luôn cảm giác có chút không thoải mái, thỉnh thoảng để bút xuống vào ngực, cảm giác khí thuận lại lần nữa cầm bút, như vậy không ngừng lặp đi lặp lại. Sau đó dần dần có tiếng ho khan, rất không bình thường, hoạn quan ở bên cạnh thấy thế lập tức đi mời Pháp Sư. Theo hộ Pháp Sư đi tới, chỉ thấy sắc mặt của Hảo Hồng đã trắng bệch. Vương ra, ngài có chỗ nào không thoải mái? Hộ Pháp Sư vừa mở miệng, hai mắt liền trừng lớn. Phốc, Hảo Hồng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi nhuộm đỏ mặt bàn, hắn cũng kinh ngạc đến ngây người. Hộ pháp sư vội vàng bắt cánh tay hắn kiểm tra bệnh tình, không tra thì thôi, vừa tra hãi hùng khiếp vía, là dấu hiệu trúng độc, lập tức lớn tiếng quát nói. Người đâu, trên đại lộ trong kinh thành, anh Vương Hảo chân ngồi trong xe ngựa không có đi trực ban, mà xin nghỉ hồi phủ, sự tình tặng lễ cho phụ hoàng rước lấy không ít lời ra tiếng vào, tính toán sẽ có vài người đến địa phương hắn trực ban châm chọc, xin nghỉ là có ý tứ tạm lảng tránh, nghe trong xe ngựa thỉnh thoảng truyền ra tiếng ho khan đệ tử đại khâu môn sa bất chỉ đưa tay đẩy cửa sổ nhìn vào dò hỏi thân thể vương ra có bệnh hạo chân xua tay biểu thị không sao cảm giác bực mình mà thôi cho rằng bản thân là bị sự tình ngày hôm nay ảnh hưởng sa bất chỉ thả rèm xe xuống tiếp tục hộ giá, nhưng đi một lúc phát hiện người trong xe ho khan càng ngày càng không bình thường không đúng sa bất chỉ lập tức giơ tay quát đỗ xe một đám người đứng ở bên đường Sa bất chỉ vươn mình nhảy xuống lưng ngựa, đi nhanh lên càng xe, đưa tay định vén lấy rèm, bên trong truyền đến một tiếng phốc. Tay Sa bất chỉ chạm đến màn xe cứng đờ, sau đó vội vàng đẩy rèm cửa ra, chỉ thấy đầu ngón tay chạm máu tươi tí tách, mà Hạo Chân ngồi ở trong xe thì che ngực miệng đầy máu tươi, trong lỗ mũi cũng có máu tươi chảy ra, dáng dấp rất dọa người. Vương gia, ngài làm sao vậy? Sa bất chỉ cả kinh, nào còn dám do dự, cấp tốc chui vào trong xe trị liệu. Hạo Chân khí tức hỗn loạn lắc đầu, không biết xảy ra chuyện gì, bản vương rất khó chịu, Sa tiên sinh cứu ta. Vương ra chớ hoảng, xa bất chỉ vừa điều tra bệnh tình vừa an ủi. Hắn nói chớ hoảng, nhưng mình thì hoảng hồn, trong tiếng quát tháo, xe ngựa dùng tốc độ nhanh nhất lao đi, làm bách tính trên đường kinh hoàng sợ hãi, trêu đến gà bay chó chạy. Kinh thành có pháp luật trị an, không cho phép xe ngựa lao nhanh ở trên đường, nếu không sẽ nghiêm trị. Dân chúng bình thường là không có xe ngựa, điều luật này là nhằm vào quyền quý và phú thương, tổn thương bách tính là nhỏ, chỉ lo hành vi gây ra tính chất quá ác liệt, dễ dàng tạo thành ảnh hưởng cực xấu. Hơn nữa ai dám chắc người bị va chỉ là bách tính, đừng quên nơi này là kinh thành. Nhưng giờ phút này, xa giá của anh vương phủ nào còn quản nhiều như vậy, đâm chết và tổn thương người chẳng qua là sự hậu bồi thường, mạng của hạo chân há là dân chúng bình thường có thể so sánh. Xa giá hỏa tốc chạy tới cửa vương phủ ngừng lại, xa bất chỉ bế hạo chân ra gầm lên nói. Người đâu, rất nhiều hộ vệ và tu sĩ kinh ngạc đi ra, vừa thấy hạo chân nhúm máu liền giật nảy mình, thoảng thốt tiếp ứng. Toàn bộ vương phủ nhất thời loạn tung lên, vương phi thiệu liếu nhi không nghĩ tới hạo chân lại đột nhiên xin nghỉ về nhà, lúc nghe tin chạy tới, chỉ thấy trượng phu đã cởi áo khoác ngồi dưới đất, bốn tu sĩ liên thủ, riêng phần mình ở trước sau trái phải, một người một tay nhấn lên người hạo chân, rõ ràng là đang thi pháp cứu trị. chương 1655, Ngọc Thi Độc Vương ra, vương ra ngài làm sao vậy? nhìn thấy trượng phu miệng đầy máu tươi thiệu liếu nhi cũng hoảng hồn sa bất chỉ vội vàng tiến lên duỗi cánh tay cản lại vương phi an tính hiện tại vương ra cần an tính đừng quấy rầy mọi người xảy ra chuyện gì tại sao lại như vậy sáng sớm còn rất khỏe đi thượng triều trở về làm sao đã biến thành như vậy thiệu liếu nhi làm sao có thể an tính gấp gáp hỏi tình huống của hạo chân cực kỳ không ổn nghe được đối thoại phát sinh âm thanh yếu ớt liễu nhi nghe sa tiên sinh đi ra ngoài, trông cưng hài tử cẩn thận. Vương Phi, xa bất chỉ đưa tay mời ra, thiệu liếu nhi không có biện pháp, chỉ có thể cẩn thận lui ra ngoài. Nhưng vừa ra ngoài, thiệu liễu nhi lập tức nhìn xa bất trì, gấp gáp hỏi. Xa tiên sinh, vương ra đến cùng bị gì? Sắc mặt xa bất trì ngưng trọng nói. Xem bệnh trạng, hẳn là chúng kịch độc. Cái gì, thiệu liễu nhi khiếp sợ, làm sao có khả năng? Đang yên đang lành làm sao sẽ trúng độc? Vương gia bình thường cũng không đắc tội ai, lại không tranh quyền, ai sẽ mưu hải vương ra. Sa bất chỉ nói, ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, bên ngoài thân không có thương tích, không có bất luận dấu hiệu tiếp xúc độc chất, bệnh trạng như là trong cơ thể độc phát, rất có khả năng là ăn đồ vật gì không nên ăn. Đồ vật không nên ăn, thiệu liếu nhi suốt ruột xoay quanh, miệng lẩm bẩm không thể, sáng sớm lúc vương ra rời đi chưa ăn gì, chỉ uống chút nước, lại nói trong vương phủ, đồ vật liên quan đến vương ra ăn uống đều trải qua kiểm tra nghiêm mật, mà sáng sớm nước vương ra uống ta cũng uống, vì sao ta không có chuyện gì, chỉ có vương ra xảy ra chuyện. Lẽ nào, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu, dường như nhớ ra cái gì đó. Vương gia tảo chiều bình thường sẽ ở phòng nghỉ ăn lót bụng, lẽ nào? Lẽ nào trong cung có người muốn hại vương gia? Này, xa bất trì trần trừ, lời này không thể nói loạn, nên do do dự dự nói. Theo lý thuyết, thức ăn trong cung quản khống càng thêm nghiêm ngặt, mỗi một chi tiết nhỏ đều có nhiều người tầng tầng kiểm định, đồ ăn không thể có cơ hội hạ độc, trừ khi. Hắn cũng có chút hoài nghi khả năng kia, trừ khi là trong cung có người hạ lệnh, bằng không hạ độc ở trong đồ ăn khó thoát bị phát hiện. Liên quan đến ẩm thực của chư hoàng tử và hoàng tộc, người dám hạ độc thủ, lại có thực lực hạ lệnh, thật có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn hoài nghi một người, là hoàng đế tề quốc hạo vân đồ. Kết quả này nghĩ thôi cũng đáng sợ, dưới hoàng quyền, thuyết pháp hổ giữ không ăn thịt con là không tồn tại. Thế nhưng ngẫm lại thì không đúng, Hạo Vân Đồ muốn giết Nhi Tử mà nói, cần dùng thủ đoạn như thế sao? Muốn phế muốn giết vì tiện tìm chút lý do là được, thực không có tất yếu gánh lấy bêu danh độc giết Nhi Tử. Trừ khi cái gì, Thiệu Liếu Nhi cũng có chút hãi hùng khiếp vía, cũng mơ hồ hoài nghi lên đầu Hạo Vân Đồ. Sa Bất Trì lắc đầu nói, Vương Phi không nên nghĩ nhiều, mọi người liên thủ thi pháp áp chế, áp chế kịch độc trong cơ thể Vương ra nửa ngày không có vấn đề, có đầy đủ thời gian cứu trị. Nửa ngày, Thiệu Liếu Nhi la thất thanh, chỉ có nửa ngày nghe cũng sợ hãi sa bất chỉ nói vương phi chớ gấp trên đường đến ta phát hiện không đúng lập tức để người đi hoàng cung báo tin cho bệ hạ bệ hạ nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu trị đồng thời ta còn để đồng môn khẩn cấp phản hồi tông môn tông môn nhất định sẽ dốc hết toàn lực cứu trị vương ra thiệu liễu nhi liên tục gật đầu nói sa tiên sinh lúc này ta tâm hoảng ý loạn an nguy của vương ra xin nhờ chư vị tiên sinh sa bất chỉ nói vương phi yên tâm chúng ta tùy tùng vương gia nhiều năm như thế, đã là người vương gia nhất hệ, hỏa phúc của vương gia cũng quan hệ đến tương lai của chúng ta ở trong tông môn, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo đảm vương gia. Vì động viên nữ nhân này, hắn chỉ có thể nói ra lời nói thật lòng. Thiệu liếu nhi nửa ngồi nửa quỳ hành lễ, sau khi tạ ơn, lại hận đến nghiến răng. Vương gia đôn hậu nhân từ, đến tột cùng là ai, vì sao phải hạ độc thủ như vậy? Sa bất trì trầm mặc, hắn cũng nói không được, mẹ, một hai tử do vú em nắm tay, tập tính học đi bước tới, người còn nhỏ, nhưng phát âm rất rõ ràng. Thiệu Liễu Nhi lập tức đi đến, ôm con lại, không dám để cho con tới gần, sợ con nhìn thấy dáng dấp thê thảm của phụ thân, sợ sẽ dọa con. Ôm con vào trong ngực, khóe mắt nàng ngậm lấy lệ quang, lo lắng sợ sệt, thiên gia vô tình, nàng từ lâu lĩnh giáo qua, trước đó hạo thừa ở rể vệ quốc chính là ví dụ, nếu thật sự là hoàng đế hạ độc thủ, trượng phu vừa chết, để mẹ con bọn hắn làm sao cho phải. Soảng, chén trà nát tan, Hạo Vân đồ như dã thú phát cuồng, trong mắt hiện ra tơ máu. Không chỉ một nhi tử chúng độc, mới đầu, nhận được tin tức một nhi tử chúng độc, hắn còn tính bình tĩnh, nhưng theo tin tức từng nhi tử chúng độc lục tục truyền đến, hắn rốt cục không cách nào bình tĩnh. Nhi tử tham dự tảo triều toàn bộ chúng độc, còn có rất nhiều hoàng tộc cao cấp khác. Tuy thiên gia vô tình, nhưng không có nghĩa là hoàng đế đã mất đi nhân tính, tình phụ tử, tình huynh đệ sao có thể nói bỏ là bỏ, này là có người muốn giết sạch hết thảy nhi tử của hắn a. Bộ tầm tiến lên bẩm báo nói, bệ hạ chớ gấp, người y trong cung đã khẩn cấp chạy tới các phủ, cũng đã thông báo cao thủ tam đại phái chạy tới trị liệu. Khuôn mặt hảo vân đồ giữ tợn nói, hoàng tộc tham dự tảo triều đều trúng độc, lẽ nào mỗi người đều bị hạ độc ở trong nhà hay sao? Người nói, vấn đề ở chỗ nào? Tay chỉ thẳng vào mũi bộ tầm, sắc mặt bộ tầm ngưng trọng nói, rất hiển nhiên, hẳn là ẩm thực phòng nghỉ xảy ra vấn đề, lão nô đã hạ lệnh bắt lấy hết thảy nhân viên liên quan, không một lọt lưới, đã lệnh chặt chẽ thẩm vấn. Hạo Vân Đồ cả giận nói, thẩm vấn cái dám, một đám nô tài, dám làm sự tình này, sau lưng tất nhiên có người chủ sử, bắt chủ mưu tới cho ta, chẫm muốn bầm thây hắn ngàn đao. Bộ tầm lĩnh mệnh, vâng, vâng cái dám, Hạo Vân Đồ lại mắng, giáo sự đài của ngươi làm ăn cái gì, hạ độc cũng xuống tới trong cung của chấm rồi, lần sau có phải sẽ tới phiên chấm hay không? Bộ tầm kinh hoàng nói là lão nô vô năng. Hạo Vân Đồ nói, nhanh đi bắt chủ mưu, cút. Hoàng đế rất hít phát hỏa như vậy, bộ tầm tranh thủ lùi về sau rời đi, biết lúc này Hoàng đế đang tức giận. Nhưng còn chưa đi tới cửa, bỗng nghe Hạo Vân Đồ hò hét nói. Trở về, bộ tầm lại tranh thủ đàng hoàng đi trở về, thúc thủ nghe lệnh. Ánh mắt Hạo Vân Đồ lạnh lẽo, như lão hổ muốn ăn thịt người. Hôm nay Kim Vương không tảo chiều, vừa vặn bị bệnh xin nghỉ. Bộ tầm hạ thấp người, vâng, Hôm qua Kim Vương đã xin nghỉ, Hạo Vân đồ nói thật hay, tất cả đệ đệ của hắn đều nằm ở trước quỷ môn quan, chỉ có hắn thân thể bị bệnh xin nghỉ đúng lúc, rất may mắn tránh thoát một kiếp, nhi tử này của chấm thật là hồng phúc tề thiên. Bộ tầm nghe mà hoảng sợ run rẩy, này là hoài nghi Kim Vương, nhưng cũng không khó lý giải, bất luận nhìn thế nào, Kim Vương cũng có hiểm nghi khó có thể rửa sạch. Bát, Hạo Vân đồ gần từng chữ nói, trước bắt về lại nói, từ từ nghiêm thẩm, lời này vừa nói ra bộ tầm biết đời này của Kim Vương xem như xong, hoàng tử bị hoàng đế tự mình hạ lệnh chộp tới nghiêm thẩm, mặc kệ có việc hay không, hoàng đế là một chút tình cảm cũng không cho Kim Vương, bất mãn với Kim Vương xem như triệt để bạo phát ra, đời này của Kim Vương chỉ sợ là vô duyên với hoàng vị. Nhưng hắn không dám nói gì, gây ra loại sự tình này là giáo sự đài, cũng chính là hắn vô năng, một thân cứ tẩy không sạch sẽ, nào còn có tư cách cầu tình giúp người khác, cung kính lĩnh mệnh. Tuân chỉ, rời đi tầm một canh giờ, bộ tầm lại trở về, cùng đi còn có trưởng môn của tam đại phái tề quốc. Sự tình náo động quá lớn, đã kinh động ba vị trưởng môn tự mình đến các phủ kiểm tra tình huống. chương 1656, không cứu, nhìn thấy ba người này, hoàng đế có tính khí cũng không thể không yên tĩnh xuống, ít nhất ở bề ngoài biến thành dịu ngoan cung kính, chắp tay chào. Chấm trị ra vô phương, để ba vị trưởng môn tự mình buôn ba, thực sự là tội lỗi. Ba người hoặc lắc đầu hoặc xua tay, biểu thị không sao cả, trưởng môn thiên hỏa giáo vũ văn yên nói bệ hạ nói quá lời sự tình phát triển đến mức độ này đã không phải ra sự của bệ hạ tình thế đã ảnh hưởng đến tam đại phái chúng ta đương nhiên phải đi một chuyến hạo vân đồ nói đa tạ ba vị trưởng môn khoan dung độ lượng ba vị trưởng môn tự mình kiểm tra không biết tình huống các phủ chúng độc đã giảm bớt chưa ba vị trưởng môn nhìn nhau sắc mặt có chút khó khăn hoặc là nói có chút không tự nhiên trưởng môn huyền binh tông bắc huyền trầm giọng nói căn cứ tình huống chúng độc đến xem, con cháu hoàng tộc hẳn là chúng ngọc thi độc cực kỳ hiếm thấy. Hạo vân đồ cả kinh, là ngọc thi độc không có giải dược kia, ba người đều khẽ gật đầu, sắc mặt hạo vân đồ tái xanh, cũng chính là nói, tam đại phái cũng không có phương pháp giải cứu, bọn hắn đều không sống nổi, chỉ có thể chờ chết. Trưởng môn đại khâu môn tam thiên lý nói, cũng không phải toàn không có biện pháp, đệ tử quỷ y ngay ở tề kinh, hồng hài nhi độc cũng không có giải dược, hắn đã có thể giải, có thể thấy thủ đoạn bất phàm, không ngại mời hắn thử một lần. trước mắt các phái tận lực, tình huống của các hoàng tử hẳn còn có thể kiên trì nửa ngày, còn có thời gian thuyết phục đệ tử quỷ y ra tay. Hạo vân đồ trần chờ nói, đệ tử quỷ y chỉ sợ vị kia không cho chấm mặt mũi a, à. có nghi ngờ này không phải không nguyên nhân, đệ tử quỷ y ở tề kinh lâu như thế, hắn không phải không có dự định tiếp xúc qua, từng lệnh người triệu kiến, nhưng người ta căn bản không phản ứng, cự không nghe triệu. sau đó vì cho thấy thành ý. Hắn tự mình cải trang đăng môn bái kiến, kết quả đừng nói thấy người, ngay cả đại môn cũng không vào được, làm hoàng đế như hắn không còn mặt mũi, thậm chí khá là căm tức. Nhưng căm tức lại có thể thế nào? Hắn không thể làm gì người ta, cũng không dám dễ dàng làm gì người ta. Vũ Văn Yên than thở nói: "Bệ hạ, tình huống đã như vậy, mặc kệ có được hay không cũng phải thử một lần." Hạo Vân Đồ nói: "Này là tự nhiên, chỉ là vì kia tính tình cổ quái, không thể làm mong đợi duy nhất." Ba vị trưởng môn nhìn nhau, bác Huyền vuốt cầm nói. Trước tiên thử một chút xem sao, cái khác, chúng ta lại suy tính, nhìn xem còn có biện pháp gì khác hay không. Hạo Vân Đồ lập tức quay đầu nói. Bộ tầm, người tự mình đang môn bái phỏng, nói rõ tình huống, để hắn biết quan hệ lợi hại, cần phải thành khẩn. Vâng, bộ tầm lĩnh mệnh, không dám trễ nải, lập tức rời đi. Lần này đi cũng không mang bao nhiêu người, một nhóm hơn 10 người, trực tiếp phóng ngựa rong rồi, một đường lao ra cửa cung, thẳng đến một nơi vắng vẻ trong kinh. Hơn 10 kỵ sĩ đi tới, đánh vỡ yên tĩnh của hẻm nhỏ. Bộ tầm nhảy xuống lưng ngựa chỉnh đốn y quan, tự mình đi tới bậc thang, mở cửa viện. Cửa mở một nửa, quách mạn ở sau cửa giò đầu ra, nhìn thấy khách tới không khỏi ồ lên. Bộ tổng quản, có thể nhận ra, hai người tự nhiên không phải lần đầu gặp mặt, trước đây bộ tầm đến mấy lần, còn bồi hạo vân đồ đến, thêm nữa thân phận của bộ tầm không bình thường, xem như là người để quét mạn có ấn tượng đặc biệt bộ tầm cười bồi nói quét cô nương trí nhớ tốt chính là lão nô quét mạn nói bộ tổng quản có việc gì sao vẻ mặt bộ tầm khổ não quét cô nương xảy ra đại sự cho ta gặp vô tâm tiên sinh ngay mặt bẩm báo làm phiền thông báo một tiếng ánh mắt quét mạn vụt sáng có sự tình gì nói với ta cũng như vậy ta sẽ báo cho tiên sinh bộ tầm nói quét cô nương sự tình khẩn cấp để ta gặp mặt tiên sinh bẩm báo có thể biểu đạt càng chuẩn xác hơn. Quách Mạn bĩu môi nói, bộ tổng quản ý tứ là sợ ta sẽ báo thiếu sao. Không không không, bộ tầm liên tục xua tay, tuyệt không có ý này, chỉ là sự tình thật gần ngay mặt bẩm báo tiên sinh. Thấy hắn sốt ruột, Quách Mạn mỉm cười, bộ tổng quản không nên gấp, tiên sinh đối nhân xử thế người hẳn biết một chút, hắn sẽ không vô duyên vô cớ gặp người ngoài, người không nói ra lý do miễn cưỡng muốn gặp chỉ sẽ chọc giận tiên sinh, tiên sinh càng sẽ không gặp ngươi. Cho nên có sự tình gì thì nhanh nói rõ ý đổ đến, ta sẽ giúp ngài thông báo. thấy vậy, bộ tầm không có biện pháp, đành phải báo cho quách mạn sự tình phát sinh. Quách mạn nghe xong cũng giật mình, tất cả hoàng tộc vào chiều toàn bộ chúng kịch độc, sự tình này xác thực không phải chuyện nhỏ, lập tức bảo bộ tầm chờ, vội vàng đi thông báo. Quách cô nương, bộ tầm kêu lại, có thể nói là cầu xin, xin quách cô nương giúp lão nô nói tốt vài câu móc ra một sấp kim phiếu từ trong tay áo, nhét vào tay quách mạn. Quách mạn chặn lại, cự thu, tiên sinh không thiếu tiền, bộ tổng quản không cần như vậy, ngài cứ yên tâm, ta nhất định chuyển cáo toàn bộ ý tứ của ngài cho tiên sinh. Là lão nô đường đột, cảm tạ, cảm tạ, bộ tầm liên tục cúi đầu cảm ơn, cạch, cửa đóng lại, bộ tầm đành phải chờ ở ngoài cửa, rất nhanh liền lo lắng, không ngừng đi qua đi lại. Trong y đường, một nam tử trên đầu quấn đầy sa bố đứng thẳng, nhàn bảo như đang mở ra xa bố quấn quanh trên ngực, vô tâm ở bên cạnh nhìn. Quách mạn thấy mọi người đang bận, chờ ở một bên. Sau khi xa bố mở ra, trên lồng ngực để trần của nam tử có một vết tích bắt mắt. Vô tâm quan sát vết tích trên người đối phương, nhàn bảo như ở bên cạnh trà trà nói. Vết sẹo mới không khác vết sẹo cô A. Vô tâm khẽ gật đầu, hiển nhiên rất thỏa mãn, lại nhấc tay chỉ chỉ xa bố quấn ở trên mặt nam tử. Nhàn bảo như đưa tay, cẩn thận gỡ xa bố trên mặt, khi đối phương lộ ra chân dung, nhan bảo như choáng váng, theo bản năng lùi về sau một bước. Nam tử thình lình chính là nghiêu hữu đạo, chỉ ít giống như đúc, thực sự là quá giống, làm nhan bảo như trong nháy mắt sản sinh ảo giác. Nhìn thấy khuôn mặt này, nhan bảo như nhớ tới một màn để mình tê cả ra đầu trước kia, may là biết người trước mắt này là nghiêu hữu đạo giả, không phải nghiêu hữu đạo thật. Vô tâm tinh tế quan sát, sau khi nhan bảo như lấy lại tinh thần cũng rất hiếu kỳ, cẩn thận quan sát, nhìn khuôn mặt đối phương, không nhìn ra chút dị dạng nào, không khỏi trà trà thán phục. Cơ hồ không nhìn ra dị thường gì, tài nghệ của tiên sinh thật xảo đoạt thiên công. Xác nhận hẳn không ra vấn đề gì, vô tâm lấy ra một bình xứ ở trong tay áo, đưa cho nghiêu hữu đạo giả. Vết khâu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hơi có tỉ vết, cầm thuốc này, mỗi ngày ở trên mặt bôi lên một lần, sau 7 ngày hẳn sẽ không có vấn đề gì. Nghiêu hữu đạo giả tiếp qua, tạ ơn tiên sinh giúp đỡ. Vô tâm nói, đi đi, đi làm sự tình người muốn làm đi, ra cửa này, người ta chưa từng quen biết. Đợi nhan bảo như mang đối phương đi, quách mạn mới tiến lên bẩm báo. Tiên sinh, đại nội tổng quản bộ tầm cầu kiến, vô tâm quay đầu, gặp ta làm gì, tiên sinh, trong hoàng cung xảy ra đại sự, sáng sớm ngay hôm nay, hết thảy hoàng tộc vào chiều toàn bộ chúng kịch độc, nghe nói đều chúng ngọc thi độc. Quách mạn đi theo sau, tỉ mỉ thuật lại một lần. Vô tâm bỗng dừng bước hỏi, anh Vương Hạo chân cũng ở trong đó. Quách mạn nói, vâng, Hảo Trân cũng là một trong các hoàng tộc đứng hàng triều đình. Vô tâm chậm rãi xoay người, ở dưới mái hiên chắp tay ngước nhìn bầu trời, yên lặng một lúc mới nói. Không cứu, này, Quách mạn do dự nói, tiên sinh, dù sao chúng ta cũng ở tề kinh, xảy ra đại sự như thế, nếu chúng ta thấy chết không cứu, sẽ có chút không thích hợp hay không? Dễ dàng cự tuyệt như vậy, bộ tổng quản không có biện pháp trở về báo cáo kết quả, chỉ sợ sẽ không chịu dễ dàng rời đi. Nghe thấy lời ấy, vô tâm trầm mặc sau đó cất bước xuống bậc thang, đi đến đại môn, quét mạn đuổi theo sát. chương 1657, đi, cùng ta đi chói người. Một, đến cửa, quét mạn tranh thủ mở đại môn ra, bộ tầm quay đầu lại thấy người tới, nhất thời vẻ mặt kinh hỉ cung kính chắp tay nói. Bộ tầm bái kiến vô tâm tiên sinh, vô tâm nói, sự tình của ngươi, quét mạn đã nói với ta, ngươi trở về đi, ta không có hứng thú, ngươi thủ ở chỗ này cũng vô dụng. Tiên sinh, tình huống khẩn cấp, Bộ tầm lo lắng, vội vàng tường thuật sự tình một lần nữa, khẩn cầu đối phương cứu viện. Lặp lại lần nữa là sợ quách mạn không nói rõ ràng sự tình. Nhưng vô tâm chỉ yên lặng lắng nghe, sau khi nghe xong nói. Nói xong chưa, ta nói rồi, ta không có hứng thú, ngươi nói như thế nào đi nữa cũng vô dụng. Trở về nói cho hoàng đế của ngươi, đừng đến quấy giày ta, coi như trưởng môn của tam đại phái tự mình đến cầu ta cũng vô dụng. Không tiến, dứt lời xoay người rời đi, vừa nghe lời này, thị vệ nhất thời nổi giận, có người phẫn nộ sông lên bậc thang. Đại Tổng Quản, đừng nhiều lời với hắn, trực tiếp. Không được vô lễ, bộ tầm vội vàng đưa tay cản lại, quát nói. Lui ra, sau đó lại nhìn vào trong cầu xin. Tiên sinh, vô tâm tiên sinh, lão nô cầu ngài, lão nô quỳ xin ngài. Dứt lời thật quỳ gối ở trên bậc thang, nhưng kết quả làm người rất tiếc nuối, quét mạn ấy náy đóng cửa lại. Cạch, đại môn đóng lại ở trước mặt bộ tầm, nhìn đại môn đóng chặt, sắc mặt bộ tầm cực kỳ khó coi. Cầu như thế nào đi nữa cũng vô dụng, bộ tầm chỉ có thể khẩn cấp phản hồi hoàng cung báo cáo, để trong cung đừng chậm trễ thời gian, nghĩ biện pháp khác. Nghe xong bẩm báo, nghe được coi như bọn hắn tự mình tới cầu cũng vô dụng, trưởng môn của tam đại phái hai mặt nhìn nhau, phát hiện vị kia thật là một chút mặt mũi cũng không cho bọn hắn. Trưởng môn đại khâu môn tam thiên lý gửi lạnh một tiếng. Thật coi chúng ta sợ hắn sao, giết hắn dễ như ăn cháo. Tất nhiên này chỉ là nói cho có nói, Thật cho hắn thêm mấy lá gan cũng không dám. Coi như muốn giết cho hả giận cũng không phải hiện tại, trước mắt còn cần thương nghị nghĩ biện pháp cứu người. Nhưng mà thương lượng đến thương lượng đi, đều không có biện pháp gì tốt, nơi này còn không lấy ra định ý, kết quả lại xảy ra vấn đề. Ngoài điện một tên thái giám khẩn cấp tới tìm Bộ Tầm nói thầm mấy câu, Bộ Tầm vừa nghe sắc mặt tái xanh, tranh thủ đi vào trong điện bẩm báo. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương lo lắng Ngọc Vương an nguy, nghe nói nô tài không thể mời vô tâm tiên sinh đến nên lệnh trưởng công chúa ra mặt mời Vô Tâm Tiên Sinh đến. Trưởng môn của Tam Đại phái nhìn nhau, Ngọc Phương Hảo Hồng chính là nhi tử của Hoàng hậu, Hoàng hậu ký thác kỳ vọng cao, càng quan hệ đến tương lai của Hoàng hậu, mắt thấy nhi tử muốn bỏ mạng, tâm tình của Hoàng hậu có thể tưởng tượng được. Chỉ là phái trưởng công chúa ra mặt, không phải đi mời người, nghe như thế nào cũng giống như là đi bắt người. Trưởng công chúa Hạo Thanh Thanh là cái tính cách gì, trưởng môn của Tam Đại phái ít nhiều cũng có chút nghe thấy, chỉ giỏi gây họa a. À. Bất quá ba vị trưởng môn đại khái cũng đoán ra tâm tư của hoàng hậu, người khác đi làm loạn sẽ chọc giận Hạo Vân Đồ, nhưng Hạo Thanh Thanh là nữ nhi Hạo Vân Đồ sủng ái nhất, để Hạo Thanh Thanh đi làm loại sự tình này tự nhiên là thích hợp nhất. Vừa nghe Hạo Thanh Thanh bị hoàng hậu phái đi mời người, sắc mặt Hạo Vân Đồ đen kịt lại, hò hét nói: "Làm loạn, còn quấy rầy cái gì, còn không mau phái người cản lại." "Vâng, bộ tầm tranh thủ đi ra ngoài bố trí, nữ nhân ngu xuẩn, còn thấy không đủ loạn sao?" Hạo Vân đồ thở phì phò đi tới đi lui, nhưng nếu bởi vì sự tình này giáng tội hoàng hậu lại không thể được, hoàng hậu ái tử sốt ruột có thể lý giải, hắn cũng khác nào đâu. Nhưng hoàng hậu không hiểu tâm tình của hắn, hắn không muốn cứu nhị hoàng tử Hạo Hồng sao? Hắn muốn cứu không chỉ nhi tử của hoàng hậu, mà là một đám nhi tử đối mặt tử vong uy hiếp. Đệ tử quỷ y không nể tình, hắn cũng tức giận, hắn cũng muốn bắt đệ tử quỷ y, thế nhưng đệ tử quỷ y kia không phải người bình thường, phía sau người ta là quỷ y a lực ảnh hưởng của quỷ y tự nhiên không cách nào đối kháng một quốc gia nhưng ở tu tiên giới đích xác có lực ảnh hưởng rất lớn bây giờ hai nước tấn vệ chiến sự kịch liệt tề quốc cũng cuốn vào trong đó điều phối sử dụng tu sĩ ba nước đã rất căng thẳng thời điểm này chọc giận quỷ y còn không biết sẽ chọc ra hậu quả gì nói chung tăng thêm ảnh hưởng mặt trái cho chiến sự tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy một khi chiến sự đi về phía bại cục tề quốc sẽ đối mặt nguy hiểm diệt quốc quốc gia hưng vong so sánh với một đám hoàng tộc sinh tử hắn tuyển cái trước. Nhi tử không có còn có thể sinh, hắn không thiếu nữ nhân giúp hắn sinh nhi tử, huống hồ hắn còn có nhi tử khác, chúng độc chỉ là nhi tử đứng hàng triều đình mà thôi. Ý nghĩ như vậy có lẽ quá mức lãnh khốc vô tình, làm nữ nhân của hắn khó có thể tiếp nhận. Nhưng theo hắn, cảm thụ cá nhân không trọng yếu, nếu toàn bộ tề quốc diệt phong, hắn mất đi không chỉ là những nhi tử chúng độc kia, ngay cả những người chưa chúng độc sợ là cũng không giữ được, hơn nữa còn mất đi càng nhiều càng nhiều. Cho nên hắn tình nguyện mất mặt, cũng phải ép hạo thừa ở về vệ quốc, hắn không thiếu nhi tử như thế. Hai chi nhân má vội vội vàng vàng chạm chán ở trên đường, hai phu thê dẫn đầu cũng chạm mặt. Hồ Diên Uy mang một đám người đến, vừa thấy Hạo Thanh Thanh liền nói. Gấp rút bảo ta mang người đến làm gì? Hạo Thanh Thanh nói, ta bị người bắt nạt, lẽ nào ngươi mặc kệ sao? Thiết, Hồ Diên Uy khinh thường xì mũi, trên dưới đánh giá lão bà của mình. Bắt nạt ngươi, ở tề kinh này chỉ có ngươi bắt nạt người khác, ai dám bắt nạt ngươi. Ta đã nói với ngươi, ta rất bận rộn, ta còn phải hoàn thành nhiệm vụ thao luyện binh mã mà phụ thân bàn giao, không xong sẽ phải ăn quân côn, không có thời gian làm loạn với ngươi. Cũng phải, đến thời điểm đó ngươi lại có thể cười trên nỗi đau của ta. Hạo thanh thanh cắn môi nhìn hắn, viên mắt đỏ ửng. Ây, Hồ Diên Uy đang muốn rời đi sững sờ, phát hiện không đúng, làm sao cảm giác muốn khóc. Nữ nhân này chưa bao giờ chịu yếu thế ở trước mặt mình, chớ nói chi là rơi nước mắt ở trước mặt không khỏi thử hỏi thật có người bắt nạt ngươi hạo thanh thanh nhấc tay áo lau nước mắt ta chỉ hỏi ngươi có giúp hay không hô diên uy nhíu mày nói ngươi không phải ghét bỏ ta một thân mồ hôi bẩn ghét bỏ ta không sạch sẽ đuổi ta đi quân doanh ngủ sao như thế nào hiện tại không ghét nữa nước mắt của hạo thanh thanh lăn xuống hai gò má nước nở nói hô diên uy nhị ca ta chúng kịch độc sắp chết rồi lẽ nào ngươi không cứu sao này hồ diên uy nhếch miệng im lặng hồ diên ra ở kinh thành cũng không phải trang trí có mạng lưới tình báo của quân đội sự tình này trước đây không lâu hắn nhận được tin tức chỉ là hắn gãi gãi đầu cứu ta đương nhiên tưởng cứu nhưng ta không có bản sự đó a à, để ta ra chiến trường mà nói có lẽ ngay cả mông sơn minh cũng phải quỳ gối ở trước mặt ta gọi ra ra tham mạng nhưng giải độc cứu người ta là một chữ cũng không biết sự tình này ngươi hẳn là tìm hoàng thượng tìm tam đại phái mới đúng tìm ta có tác dụng quái gì lại nói cứu người ngươi liền nói cứu người nói cái gì có người bắt nạt ngươi hai chuyện khác nhau có thể dính lại sao này không phải nói rõ là gạt ta sao hạo thanh thanh ủy khuất nói nếu phụ hoàng và tam đại phái có thể nghĩ ra biện pháp ta tìm ngươi làm gì bây giờ có thể giải cứu nhị ca chỉ có đệ tử quỷ y vô tâm ẩn cư trong kinh kia phụ hoàng phái người đi mời bộ tầm tự mình đi mời nhưng người ta thấy chết không cứu quyết không chịu cứu viện nhị ca là thân ca ca của ta bây giờ vô tâm kia thấy chết không cứu, nhất định ngồi nhìn nhị ca ta chết, người nói có phải bắt nạt ta hay không. chương 1658, đi, cùng ta đi chói người. Hai, cái này là cái lý do loạn thất bát tao gì, thân sắc của hô diên uy co giật, hạo thanh thanh, đừng nghịch, chúng ta, hạo thanh thanh đột nhiên đánh gãy, vung roi ngựa chỉ trượng phu, chửi ầm lên. Hô diên uy, người có phải nam nhân hay không, lão bà của ngươi bị người bắt nạt, vậy mà ngươi mặc kệ. Ngươi không suốt đầu thay lão bà ngươi, trơ mắt nhìn lão bà mình bị người bắt nạt như vậy sao không phải nam nhân hô diên uy theo bản năng giơ cao lồng ngực nhưng sau đó xìu xuống giờ khóc giờ cười nói ngươi là nhất quán không nói đạo lý a à, ngươi muốn làm như thế nào tổng không thể để ta mang theo binh mã chém chết vô tâm kia chứ quay đầu lại ta còn không bị quân côn của hô diên ra đánh chết ngươi là ngóng trông ta chết sớm để tái giá sao hạo thanh thanh trợn mắt nói ta là người không nói lý như vậy sao Ai bảo ngươi đi chém chết người ta, chém chết người rồi, nhị ca ta làm sao lo liệu. Ta là nhờ ngươi đi mời người, giúp ta mời người đi cứu nhị ca. Mời người, Hồ Diên Uy quay đầu lại nhìn nhân mã mình mang đến, lại quay đầu sướng sở nói. Mời người chữa bệnh, bảo ta dẫn người làm gì. Hạo Thanh Thanh nói, đầu đất, ngay cả phụ hoàng cũng không mời nổi, chúng ta có thể mời sao. Lần này Hồ Diên Uy phản ứng lại, bật thốt lên nói. Ngươi không phải là muốn ta trói người, bước hắn đi giải độc cho Ngọc Vương chứ. Hạo Thanh Thanh nói, coi như người thông minh, đi, giúp ta mời người đi. Nói xong thúc ngựa đi liền, Hồ Diên uy nghiêng người ra tay, kéo lại dây cương của nàng, để nàng tạm dừng, quát nói. Người điên rồi sao, ta nói cho người biết, sự tình này ta không thể giúp ngươi. Đùng, Hạo Thanh Thanh vùng roi đánh ở trên người đối phương, người có phải nam nhân hay không, nhát như chuột, con rùa đen rút đầu, ta làm sao sẽ mắt mù gả cho ngươi chứ. Hồ Diên Huy đau đến nhe răng trợn mắt, buông dây cương của đối phương ra, cấp tốc trả sát bộ vị bị đánh. Không phải ta nhát gan, mà là phụ thân đã thông báo, vô tâm kia không thể tùy tiện chiêu chọc, sẽ chọc ra sự tình. Lẽ nào ngươi còn không nhìn ra sao? Ngay cả bệ hạ cũng không dám làm gì, chúng ta nhảy ra, không phải nói muốn chết sao? Trở về đi, đừng nghịch, hạo thanh thanh trợn mắt nói. Ngươi không đi cũng phải đi, ngày hôm nay ngươi không đi không được rồi. Sở dĩ nhất định phải kéo Hồ Diên Huy lên, là ý tứ của mẫu thân nàng, cũng là ý tứ của đương kim hoàng hậu. Hoàng hậu không ngốc, biết vô tâm kia không thể dễ dàng mạo phạm, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn con mình chết, bất chấp cũng phải cứu. Thế nhưng một khi mạo phạm đệ tử quỷ y, lại sợ trêu đến hoàng đế tức giận, hoàng hậu liền nghĩ đến trên đầu con rể, nhi tử của hô diên vô hận. Hô diên vô hận tay cầm binh mã, bây giờ lại ở tiền tuyến điều binh khiển tướng thống soái tác chiến, nhi tử của hô diên vô hận chọc ra sự tình mà nói, coi như hoàng đế muốn phạt cũng chỉ có thể dơ cao đánh khẽ. Chỉ cần đẩy Hồ Diên Huy ra phía trước chặn sự tình, coi như chói đệ tử quỷ y lại cũng sẽ không có sự tình gì. Hồ Diên Huy than thở, ta nói rồi, phụ thân đã thông báo, không thể trêu chọc người kia. Hổ Thúc cũng đã cảnh cáo ta, người kia không dễ chọc. Hạo Thanh Thanh, sự tình này, không phải ta không giúp ngươi, mà là ta không thể giúp đỡ. Đừng làm loạn, trở về đi, ta còn có việc, đi trước dứt lời muốn thúc ngựa rời đi đứng lại cho ta hạo thanh thanh gầm lên một tiếng nhưng hô diên uy không để ý tới chợt lại hô to một tiếng ta không giận hờn với ngươi ta sinh nhi tử cho ngươi có được hay không ây hô diên uy kéo dây cương quay đầu lại nói ngươi có bị bệnh không cầm sự tình này uy hiếp ta này có thể uy hiếp được ta sao hạo thanh thanh rồi ngựa tới gần nhắc nhở nói ngươi không phải sợ bị cha ngươi trách phạt sao chờ thượng tướng quân trở về cái bụng của ta lớn rồi, nể tình ta sinh tôn tử cho hắn, nể tình ngươi vì hô duyên ra khai chi tán diệp, hắn làm sao cũng sẽ tha thứ một lần a à. Hô duyên uy nghi ngờ nói, như vậy hữu dụng sao, nói thật hắn cũng rất do dự, dù sao Ngọc Phương Hảo Hồng cũng là ca ca của lão bà, khoanh tay đứng nhìn mà nói, chỉ sợ những hồ bằng cầu hữu kia của mình cũng sẽ xem thường hắn. Nhưng mà hiện thực bày ở trước mắt, đệ tử quỷ y kia đích xác không thể chiêu chọc, nếu như có thể tìm được lý do ứng phó, kỳ thực hắn rất nguyện ý ra tay. Hạo Thanh Thanh nói, làm sao vô dụng, tương lai người sẽ kế tục hô diên ra, không có dòng dõi làm sao được, không phải thượng tướng quân thường thường ám chỉ người ta sớm sinh con dưỡng cái sao. Thượng tướng quân rất muốn ôm tôn tử A, à, kỳ thực không chỉ hô diên vô hận, ngay cả hoàng đế và hoàng hậu cũng thường thường lặp đi lặp lại nhắc nhở nàng, muốn nàng sớm ngày sinh ra dòng dõi cho hô diên ra, đối với cả hai thế lực đều cực kỳ có lợi, nhưng nàng vẫn cùng hô diên uy phân cao thấp. Hô diên uy cân nhắc, dường như tính toán, trong miệng nói nhỏ. Ôm tôn tử, vạn nhất là nữ nhi thì sao?" Hạo Thanh Thanh trợn mắt nói, "Vậy ta sinh tiếp, mãi cho đến sinh ra nhi tử mới thôi." "Không, mặc kệ nhi tử hay nữ nhi, sau này ta sẽ mở rộng cái bụng sinh cho ngươi, có được hay không?" Nha, Hồ Diên Uy vui vẻ, chợt sầm mặt lại, "Ngươi nói không giữ lời còn ít sao, ai tin?" Hạo Thanh Thanh nói, "Lần này tuyệt đối không nuốt lời, ở đây nhiều người nhìn như thế, ta thể với trời, vẫn sinh cho ngươi." trong 10 năm nếu không thể sinh cho ngươi năm hài tử, ta là vương bát đản. Lần này cứu ca ca, nàng cũng coi như bất cứ giá nào. Kha kha, Hồ Diên Uy nhất thời xoa tay, biết Hạo Thanh Thanh là người sĩ diện, chắc chắn sẽ không để mình trở thành vương bát đản trong mắt người khác. Hắn vui vẻ, đột nhiên kéo dây cương, nhìn thủ hạ hò hét nói. Đi, cùng ta đi trói người. Giá, nói xong xông ra ngoài, Hạo Thanh Thanh hưng phấn phóng ngựa đuổi theo, một đám nhân mã đi theo rời đi. Nhưng ngay khi sắp tới, mấy người từ trên trời giáng xuống, giữa đường ngăn cản bọn hắn, đồng thời một tiếng hét truyền đến. Bệ hạ có chỉ, bộ tầm phái người đúng lúc chạy tới, làm mưu đồ của hạo thanh thanh phá diệt. Phụ hoàng, hạo thanh thanh ngửa mặt lên trời khóc lớn, phụ hoàng này là muốn trơ mắt nhìn ca ca nàng chết ga. Nhưng nàng cũng bó tay, ý chỉ của hoàng đế đến, hô diên uy nào còn dám lộn xộn người khác cũng không dám lộn xộn Thấy hạo thanh thanh khóc tan nát cõi lòng, ngồi xổm ở bên đường, trong lòng hô diên uy khổ sở, đi tới nâng hạo thanh thanh dậy, ôm ấp ở trong ngực. Hạo thanh thanh nhào vào trong ngực chồng gào khóc không thôi. Đúng lúc này, một xe ngựa đi tới, đứng ở trước tiểu trạch của đệ tử quỷ y, một nữ nhân quần áo hoa lệ, dung mạo đoan trang xuống xe, chính là anh vương phi thiệu liễu nhi. Nhìn bên kia có động tính, đám người thiệu liễu nhi không khỏi liếc nhìn. Ở kinh thành lâu dài như thế, thiệu liễu nhi tự nhiên nhận thức đám người hạo thanh thanh, nhưng lúc này khuôn mặt của thiệu liễu nhi tiểu tùy căn bản không có tâm tư hàn huyên khách sáo chậm trễ thời gian, vội vàng đi về phía trước. Hồ Diên Uy cũng nhận thức hiệu Liễu Nhi, tranh thủ đẩy Hạo Thanh Thanh ra nhắc nhở. Hạo Thanh Thanh nghe vậy ngẩng đầu, nhìn nhìn, nhìn thấy Thiệu Liễu Nhi, lập tức hô lớn nói: "Tam Tẩu, Tam Tẩu!" Nhưng Tam Tẩu của nàng tâm tình nặng nề, không có đáp lại. Ngược lại trong đám tu sĩ ngăn cản có người lắc mình rời đi, ngăn cản đám người Thiệu Liễu Nhi. Vương Phi dừng lại, tiếp đó lại nhìn xa bất trì chắp tay nói: Sa sư huynh, bệ hạ có chỉ, bất kỳ người nào cũng không được tự tiện mạo phạm vô tâm tiên sinh. Ý chỉ của hoàng đế, Sa bất chỉ nhíu mày, hắn cũng biết không thể mạo phạm, nhưng Thiệu Liễu Nhi nhất định muốn đến. Thiệu Liễu Nhi ai thán nói, pháp sư, ta không phải đến mạo phạm vô tâm tiên sinh, chỉ là phu quân ta mệnh tại sớm tối, ta chỉ là đến khẩn cầu vô tâm tiên sinh, lẽ nào cũng không được sao? Chương 1659, cầu xin. Này, người kia do dự, trang. Thiệu Liễu Nhi đột nhiên ra tay, rút bội kiếm gác lên cổ. Vương Phi, mọi người kêu sợ hãi. Tránh ra, Thiệu Liễu Nhi lớn tiếng quát, lưới kiếm đã làm cổ chảy ra vết máu, thê lương nói. Pháp Sư, ta tuyệt đối không dám mạo phạm vô tâm tiên sinh, cũng không muốn mạo phạm bất kỳ người nào, chỉ là trượng phu mệnh tại sớm tối, không thể không tận lực thử một lần. Mặc kệ vô tâm tiên sinh có đáp ứng xuất thủ cứu giúp hay không, ta cũng phải thử một lần, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, xin Pháp Sư giản xếp. Ai dám ngăn cản ta, ta liền chết ở nơi này." Trong đám tu sĩ có người lật bàn tay một cái, muốn thi pháp hạn chế Thiệu Liễu Nhi. Ai biết thân hình xa bất chỉ lóe lên, nhấn cánh tay đối phương về, sau đó chắp tay nói: "Chư vị sư huynh đệ, nể tình đồng môn, mong giàn xếp một chút. Ta ở đây bảo đảm, Vương Phi chắc chắn sẽ không mạo phạm vô tâm tiên sinh, ta cũng sẽ không cho phép, ta sẽ ở bên cạnh nhìn chầm chầm, được không?" Hắn nói như vậy rồi, đám tu sĩ do dự một chút, cuối cùng tránh ra đồng thời nhắc nhở sa bất trì trưởng môn đang ở trong cung nhìn chằm chằm sự tình này sư huynh cẩn thận cũng là cảnh cáo sa bất trì ngươi nhìn chăm chú vào đừng làm cho ta khó xử bằng không ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu sa bất trì khẽ gật đầu xem như cảm ơn sau đó đột nhiên ra tay một phát bắt được tay của thiệu liễu nhi lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đoạt bảo kiếm đưa tay làm thủ thế mời biểu thị có thể đi qua cảm ơn cảm ơn trên cổ thiệu liễu nhi mang theo vết máu khom lưng cảm kích không ngớt, sau đó cấp tốc thông qua. Sa bất chỉ không để quá nhiều người tùy tùng, chỉ mấy người bước nhanh đi theo ở phía sau thiệu liễu nhi. Hạo thanh thanh chạy tới xem tình huống nhất thời không tình nguyện, hô to gọi nhỏ nói. Xảy ra chuyện gì, vì cái gì nàng có thể qua, tu sĩ kia tự có ứng đối, trầm giọng nói. Công chúa, ý chỉ của bệ hạ chỉ nhằm vào các ngươi. Các ngươi, hạo thanh thanh nhe răng trợn mắt, nhưng lại không thể làm gì. Đại môn mở rộng, Quách mạn thò đầu ra nhìn mấy người ngoài cửa, hồ nghi nói. Các ngươi là ai, tới có sự tình gì? Sa bất chỉ nghiêng người nhường vị trí cho thiệu liễu nhi? Anh vương phủ vương phi cầu kiến vô tâm tiên sinh, làm phiền cô nương thay thông bẩm một tiếng. Thiệu liễu nhi tha thiết mong chờ, nỗ lực lộ ra ý cười, không để ý thân phận vương phi, không người với quách mạn, hy vọng có thể giành được hào cảm của đối phương. Anh vương phi, quách mạn nói thầm một tiếng, ánh mắt phụt sáng đánh giá đối phương, sau đó nói. Chờ một chút, cạch, cửa không nể mặt mũi đóng lại, người ngoài cửa không biết kết quả thế nào, dù sao chủ nhân nơi này ngay cả đại nội tổng quản bộ tầm cũng không cho mặt mũi, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Trong phòng, vô tâm đang lật xem một quyển sách da dê, dựa theo văn tự chế tác thuốc. Mùi thuốc nồng nặc, nhàn bảo như đang nghiền nát dễ cây, dựa theo vô tâm phân phó chế tác thuốc bột. Quách mạn đi vào, đi tới bên người vô tâm thông báo nói. Tiên sinh, vương phi của anh vương phủ cầu kiến. Lời này vừa nói ra, cả người vô tâm trong nháy mắt cứng đờ, quay đầu lại hỏi. Anh vương phủ nào, quách mạn nở nụ cười, kinh thành còn có thể có mấy cái anh vương phủ, chính là vương phi của tam hoàng tử hạo chân. Năm ngón tay của vô tâm trong nháy mắt nắm chặt quyển da dê trong tay, hô hấp rõ ràng có chút gấp gáp, hầu kết liên tục nhăn nhún. Nàng đến nơi này làm gì? Nhan bảo như ngẩng đầu, nhận ra vô tâm nói chuyện có chút không bình thường, dường như hơi có chút run rẩy. Quách mạn cũng lưu tâm phản ứng của vô tâm, nghe vậy nở nụ cười vừa nãy nói rồi, là đến cầu kiến tiên sinh. Không, vô tâm hình như có chút bất an nói. Ta là hỏi, nàng tới gặp ta làm gì? Quách mạn kỳ quái nói. Tiên sinh làm sao vậy? Khẳng định là bởi vì sự tình anh vương hạo chân chúng độc, trước đó không phải đại nội tổng quản bộ tầm đến rồi sao? Ta không tin tiên sinh đoán không được anh vương phi là vì cứu trượng phu mà tới. Vô tâm chậm rãi thả cuốn sách trong tay xuống, do dự. Đợi một lúc, quách mạn thử dò xét nói. Tiên sinh, gặp hay không gặp, Đôi mắt Nhan Bảo như vụt sáng, phát hiện tiên sinh tựa hồ hơi khẩn trương, ngược rõ ràng nhấp nhô bất định, hô hấp hỗn loạn. Vô Tâm đột nhiên xoay người, nhưng sau khi bước nhanh ra cửa nhà thuốc, lại dừng chân, cúi đầu nhìn siêm y của mình, lại dương mắt nhìn phương hướng đại môn, tựa hồ không dám đối mặt cái gì, xoay người chui trở về trong nhà thuốc nói: "Không gặp." Nhan Bảo như và quách mạn quay đầu lại nhìn trong phòng, sau đó nhìn nhau, đọc hiểu ý tứ trong ánh mắt đối phương, tiên sinh rõ ràng là một bộ lo được lo mất, không bình thường a. À. Quách mạn rời đi, cửa vừa mở ra, mọi người ngoài cửa đều lộ ra ánh mắt ước ao, hai tay thiệu liễu nhi xoắn suýt, chân chính là tha thiết mong chờ hy vọng. Nhưng quách mạn mở miệng liền để mọi người rơi vào tuyệt vọng. Vương Phi mời trở về đi, tiên sinh không tiếp khách. Này là trả lời hợp tình hợp lý, cũng là trong dự liệu, nhưng cũng là câu trả lời mọi người sợ nhất. Thiệu liễu nhi cầu khẩn nói, cô nương, cho tiện thiếp gặp tiên sinh một lần được không? Đổi lại bình thường, chỉ sợ quách mạn đã trực tiếp đóng cửa, nhưng lúc này tràn ngập tò mò với thiệu liễu nhi nên không có vội vã đóng cửa mà đánh giá đối phương từ đầu đến chân hảo tâm khuyên bảo vương phi ngài đừng làm khó dễ ta quy củ của tiên sinh nói không gặp chính là không gặp ai tới cũng vô dụng tề hoàng cũng từng đến cầu kiến qua tiên sinh không gặp là không gặp ngài còn có thể lớn hơn tề hoàng sao tiện thiếp vạn lần không thể so sánh với bệ hạ nhưng trượng phu của tiện thiếp thật là mệnh tại sớm tối khẩn cầu tiên sinh cứu trượng phu của ta thiệu liễu nhi gào khóc quỳ xuống ở trước mặt mọi người. Cầu tiên sinh từ bi, vương phi, xa bất chỉ không đành lòng, muốn nâng nàng dậy. Nhưng thiệu liếu nhì duỗi tay ngăn cản, quách mạn buông tiếng thở dài. Vương phi, sao ngài lại phải tự làm khổ mình? Vương phi khả năng không biết, người quỳ xuống ở trước cửa này, vương phi không phải cái thứ nhất. Ta cũng nhớ không rõ từng có bao nhiêu người quỳ cầu qua tiên sinh. Nhưng vô dụng, tiên sinh nói không gặp chính là không gặp, chưa bao giờ phá lệ qua, vương phi mời trở về đi. Thiệu Liễu Nhi lắc đầu nói, không cầu tiên sinh phá lệ, chỉ cầu tiên sinh từ bi, tiên sinh không đáp ứng, ta liền không đứng lên. Quách mạn nói, vậy chỉ có thể tùy ngươi rồi, thân thể lùi về sau, tiện tay đóng cửa, cạch, cửa đóng lại, trong ngõ hẻm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc của Thiệu Liễu Nhi. Vương Phi, người ta đã không gặp, nếu không chúng ta trở về đi. Sa bất chỉ khuyên, hắn khuyên, Thiệu Liễu Nhi bỗng cúi người dập đầu, lớn tiếng cầu xin cầu tiên sinh đại phát từ bi cứu trượng phu của ta cầu tiên sinh đại phát từ bi cứu trượng phu của ta đám người xa bất chỉ hai mặt nhìn nhau vương phi vì cứu vương ra một mảnh thành tâm làm bọn hắn cản cũng không phải không cản cũng không phải đám người hô diên uy xa xa thấy một màn này đều không nói gì tam tẩu này là tội gì a à? hạo thanh thanh hận đến nghiến răng vô tâm tiên sinh gì kia ta xem là tâm địa sắt đá lòng lang dạ sói không là không tim không phổi Loại người này đừng rơi vào trong tay ta, bằng không sẽ moi tim hắn ra nhìn xem có phải màu đen hay không." Tu sĩ ở một bên thấp giọng nhắc nhở. Công chúa nói năng cẩn thận, "Hừ, Hạo Thanh thanh bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía Tẩu Tẩu. Tam Tẩu đối với Tam ca ngược lại là một mảnh chân tình." Hồ Diên Uy nói thầm, "Có vợ như thế, còn cầu mong gì?" Hạo Thanh thanh lập tức mắt lạnh quét tới, "Ta không tốt sao? A, à, ngươi nói xem." Hồ Diên Uy ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói, "Học một chút đi." Hạo Thanh Thanh trừng mắt, muốn để ta vì ngươi quỳ xuống, nghĩ hay lắm, ngươi làm sao không chết đi. Hồ Diên Uy lườm một cái, thầm nói, ngươi tốt, thật rất tốt, chương 1660, ta muốn, ngươi không cho được. Một, trong nhà thuốc, Quách Mạn vừa tiến vào, vô tâm lập tức hỏi. Nàng đi chưa, Quách Mạn nói, không chịu đi, quỳ ở ngoài cửa, nói tiên sinh không đáp ứng cứu trượng phu nàng, nàng sẽ không đứng lên. Khóe miệng vô tâm hiện lên nụ cười trào phúng. Thật là tình trạng ý thiếp, phu thê tình thâm, nguyện ý quỷ thì quỷ đi. Dứt lời tiếp tục nhìn sách trong tay, Quách Mạn và Nhan bảo như nhìn nhau, hai người cùng vô tâm ở chung không phải một ngày hai ngày, ít nhiều có chút hiểu rõ tinh khí của hắn, đây là lần đầu thấy hắn như vậy. Quách Mạn đi ra ngoài, sau đó lại đi vào báo cáo. Anh Vương Phi còn chưa đi, đang dập đầu cho tiên sinh, một bái một cầu xin, cầu tiên sinh cứu người. Vô tâm không hé răng, tiếp tục nhìn sách, nhưng mặc kệ là Quách Mạn hay Nhan bảo như đều nhìn ra tiên sinh rõ ràng đã hoang mang lo sợ, cầm sách cũng mất tập trung, tinh thần hoảng hốt, không thể chăm chú. Quách Mạn qua một lúc lại đi tới cửa thông qua khe cửa quan sát. Bỗng nhiên Vô Tâm chủ động hỏi, "Nàng vẫn còn chứ?" Quách Mạn nói, "Vẫn còn," vẫn dập đầu cầu xin, có thể nhìn ra đã mệt mỏi không chịu nổi. Vô Tâm chậm rãi nhắm mắt, hai tay nắm chặt quyển da dê, một hồi lâu sau, bỗng nhiên mở hai mắt ra, thả xuống quyển da dê trong tay, gần từng chữ nói, mở cửa, ây, quách mạn sướng sờ, thử hỏi, tiên sinh đáp ứng, vô tâm nói, để cho nàng đi vào. Vâng, quách mạn xoay người bước nhanh rời đi, cọt kẹt, đại môn mở ra, lần này triệt để mở rộng, mọi người đều ngẩng đầu nhìn qua, thiệu liếu nhi đã mệt đến uể oải không chịu nổi ra sức dập đầu, gia tăng thanh âm. Cầu tiên sinh đại phát từ bi cứu trưởng phu ta, quách mạn nói, vương phi đứng lên đi, tiên sinh mời ngài đi vào. Mọi người đại hỉ, tinh thần chấn động, Tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh. Thiệu Liễu Nhi cảm ơn, vội vã bò lên, nhưng vừa dậy lại té xuống, chân đã quỷ mất cảm giác. Mọi người vội vàng nâng lên, có nữ tu sĩ cấp tốc thi pháp giúp đỡ khơi thông kinh mạch. Thiệu Liễu Nhi khôi phục năng lực hoạt động, lập tức đẩy mọi người ra, không dám để cho chủ nhân bên trong đợi lâu, bước nhanh lên bậc thang. Nhân viên đồng hành lại bị quách mạn ngăn cản, những người không có liên quan dừng lại, tiên sinh không thích người nhiều hỗn loạn. Để Thiệu Liễu Nhi tiến vào, lập tức đóng cửa như vậy cũng được, hạo thanh thanh ngẩn người, sau đó ồn ào nói, để ta qua, để ta qua, ta cũng muốn quỷ lại. Cái gì gọi là ngươi cũng muốn đi quỷ lại, chúng ta đề phòng chính là ngươi nha, lấy đạo đức của ngươi, thật muốn để ngươi qua, còn không biết sẽ gây ra sự tình gì. Đám tu sĩ tự nhiên không chịu, mặc kệ hạo thanh thanh ồn ào như thế nào cũng không cho đi. Hạo thanh thanh đâu chịu, trước là bởi vì ý chỉ của phụ hoàng không thể làm gì, hiện tại nhìn thấy có biện pháp cứu ca ca, tự nhiên là muốn chết muốn sống đi qua. Bắt lại mang đi, tu sĩ dẫn đầu phất tay ra lệnh, hạo thanh thanh bị bắt, trực tiếp áp đi. Hạo thanh thanh mang người đến cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, đầu tiên là có ý chỉ của bệ hạ, hay là tam đại phái tự mình ra mặt bắt người, ai dám cản trở. Hồ Diên Uy, giúp ta, Hồ Diên Uy nhanh giúp ta, Hạo thanh thanh bị mang đi chỉ có thể nhìn Hồ Diên Uy hô to gọi nhỏ. Hồ Diên Uy hơi co đầu lại, coi như không nghe, phất tay bắt chuyện một tiếng. Đi, Chúng ta trở về, đã như vậy, hắn mới sẽ không nghe hảo Thanh Thanh nói đi kháng chỉ. Hồ Diên Uy, Vương Bát Đản, người còn có phải nam nhân hay không? Hồ Diên Uy, người có còn muốn ta sinh nhi tử cho ngươi hay không? Hồ Diên Uy đầu cũng không quay lại, nhưng trong miệng nói nhỏ: "Thích sinh hay không tùy ngươi, thiên hạ nữ nhân nhiều mà, có rất nhiều nữ nhân sinh cho lão tử. Ngươi không sinh càng tốt, lão tử tổng không thể tuyệt hậu nha." Đến thời điểm đó lão tử nạp thiếp ngay cả bệ hạ cũng không tiện nói gì, ồ Nói thầm nói thầm, đột nhiên tinh thần hắn rung lên, trong nháy mắt thuyết phục chính mình, phải a à, đã như thế mà nói, bản thân không cần quan tâm hãn phụ này, có lý do đi tìm một đống nữ nhân như hoa như ngọc ở bên ngoài, hãn phụ này không sinh con cho mình càng tốt, hơn nữa mình còn phải phối hợp nàng không sinh mới tốt. Nghĩ rõ ràng điểm này, hắn nhất thời như hít thuốc lắc, hai mắt bắt đầu tỏa sáng, không còn rụt đầu rụt cổ giả vờ không nghe thấy lén lén lút lút rời đi, mà ngẩng đầu ưỡn ngực, vung tay lên nói. Đi, khí thế mười phần dẫn một đám thủ hạ vung roi thúc ngựa rời đi đối với hắn mà nói khuôn mặt đẹp của hạo thanh thanh là có thể không nhìn đối với hắn mà nói cưới loại nữ nhân như hạo thanh thanh quả thực là tai nạn trong đời của hắn điêu ngoa ngang ngược còn dám đánh lão công nào có đáng yêu như hoa dại bên ngoài nhưng bởi vì thân phận công chúa của đối phương làm hại hắn không dám đi bên ngoài tìm hoa vấn liễu những ngày tháng này qua quá thống khổ hoàng đế lại yêu thương trưởng công chúa hắn không dám làm gì hạo thanh thanh quân côn, côn trong nhà không đáp ứng. Hồ Diên Uy, người dám đi thử một chút xem, lão nương tuyệt đối không buông tha ngươi. Hồ Diên Uy, người hỗn trướng, hạo thanh thanh gần như tuyệt vọng sắp tức điên, chửi ầm lên. Thiệu liếu nhi tiến vào trạch viện cực kỳ cẩn thận, còn chưa thấy vô tâm tiên sinh, cũng đã châm trước dùng từ, chỉ lo sẽ trêu đến đối phương không cao hứng. Hoàn cảnh trạch viện trang nhã, trước sau có mùi thuốc bồng bềnh, vừa đến liền biết là nơi ở của thầy thuốc. Xuyên qua tiền viện, tiến vào hậu viện, Nhìn thấy một nam tử thân hình gầy gò, thanh sam tĩnh lặng quay lưng về phía nàng, bên cạnh còn có một mỹ nữ ăn mặc đơn sơ mộc mạc, ánh mắt nhìn mình tựa hồ hơi có chút hiếu kỳ. Bởi vì nam tử quay lưng, không nhìn thấy dung mạo của đối phương, Thiệu Liễu Nhi theo bản năng nhìn quét mạn, lộ ra ánh mắt hỏi dò. Quét mạn mỉm cười gật đầu, biểu thị nàng đoán không sai, vị kia chính là Vô Tâm tiên sinh. Đi tới, cách một khoảng cách dừng lại, Thiệu Liễu Nhi cung kính hành lễ nói: "Tiện thiếp Thiệu Liễu Nhi, bái kiến Vô Tâm tiên sinh." khiêm tốn thấp kém vứt bỏ thân phận vương phi cao quý của mình đợi một lúc không đợi được lời khách sáo như miễn lễ thiệu liễu nhi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nam tử kia lặng im không nhúc nhích không có bất kỳ đáp lại nhan bảo như và quách mạn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thiệu liễu nhi không nhìn thấy nhưng hai người đứng ở hai bên vô tâm lại nhìn thấy thần sắc của vô tâm nhắm mắt gò má căng thẳng mười ngón tay nắm trắng bệch dường như dùng sức khống chế nỗi lòng của mình tiện thiếp thiệu liễu nhi bái kiến vô tâm tiên sinh Thiệu Liễu Nhi lại hành lễ lần nữa. Vô Tâm hít sâu một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, chậm rãi chắp tay ở phía sau, cũng chậm rãi quay người. Thiệu Liễu Nhi lại lần nữa dương mắt nhìn lén, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt của Vô Tâm. Chỉ nhìn một cái, Thiệu Liễu Nhi liền trợn tròn hai mắt, mặt khó có thể tin, cả người giống như gặp sét đánh, kinh ngạc đến ngây người, cho rằng ở trong mộng. Nhan Bảo Như và Quét Mạn cấp tốc nhìn nhau, trước đó hai người cảm thấy tiên sinh khả năng có quan hệ gì với Vương phi, Mãi đến giờ phút này nhìn thấy phản ứng của Thiệu Liễu Nhi, hai người xác định, trước đây vương phi này tuyệt đối nhận thức tiên sinh. Chỉ là như vậy, hai người lại cảm thấy có chút kỳ quái, đã nhận thức tiên sinh, còn cần phiền phức như vậy sao? Vô Tâm cho rằng mình sẽ rất kích động, trước vẫn nỗ lực khống chế tâm tình, nhưng trong nháy mắt chạm đến khuôn mặt đối phương, trái lại biến thành bình tĩnh, ánh mắt trầm lạnh, lạnh lùng nhìn nàng. Bây giờ Thiệu Liễu Nhi từ lâu đã rút đi khí chất của hoàng hoa khuê nữ, thân thể đẫy đà, toàn thân lộ ra ung dung phúc hậu, khí chất càng tốt, màu da càng ngày càng trắng nón, vừa nhìn liền biết là phụ nhân của hào môn phú quý. Chỉ là trước mắt hơi chút chật vật, bởi vì trước đó dập đầu quỳ lạy mái tóc và vật trang sức đều lộ ra có chút ngổn ngang, quần áo cũng không chỉnh tề, trên cổ còn lưu lại vết máu. Chương 1661, ta muốn, ngươi không cho được. Hai, sau khi Thiệu Liễu Nhi khiếp sợ, thần sắc lộ ra chút bối rối, thần sắc muốn nói lại thôi. So sánh với vô tâm trầm lạnh, khí chất hai người có một loại phân chia cao thấp. ngươi, ngươi, thiệu liễu nhi lên tiếng, nhưng lắp ba lắp bắp không nói ra được lời hoàn chỉnh. vô tâm bình tĩnh nói, ngươi chính là vương phi của anh vương hảo chân. thiệu liễu nhi càng chuột dạ, ánh mắt hoảng loạn đáp lời. vâng, đúng thế. nàng nhớ tới một vài chuyện cũ, hình ảnh nước sông băng lãnh kia đến nay nàng vẫn nhớ, tình cờ ngủ mơ còn sẽ thân hãm ký ức, cùng một nam nhân bị nhốt ở trong lồng heo kinh hoàng dẫy ruộng, làm nàng từ trong ác mộng thức tỉnh trước kia thường mơ ác mộng bây giờ tâm thái dần dần bình phục có trượng phu và nhi tử ở bên cạnh đã rất ít mơ thấy ác mộng như trước mà người trước mắt lại làm nàng nhớ tới cơn ác mộng kia người trước mắt cùng nam tử ở trong ác mộng kia giống nhau như đúc đương nhiên chỉ là bề ngoài tương tự khí chất là tuyệt nhiên bất đồng nam tử trong lồng heo dùng ánh mắt hiện tại của nàng đến xem bất quá chỉ là một thư sinh cổ hủ hồ đồ hơn nữa ngây thơ mà thôi mà người trước mắt này trên người có một loại khí thế nội liếm hơn nữa khí thế trầm ổn, không nhìn tất cả, ngay cả loại quyền quý như nàng cũng không để vào mắt, loại khí thế này là thư sinh kia không cách nào so sánh và nắm giữ. Nàng rõ ràng nhớ tới, thư sinh kia vì không để nàng chết cùng mình, đáp ứng tách ra. Nàng nhớ rõ ràng, thư sinh kia và ca ca thiệu bình ba ưng thuận ước hẹn ba năm, mặc kệ thư sinh ở nghề nghiệp nào, chỉ cần trong vòng ba năm hơi hơi làm ra một chút thành tựu, ca ca sẽ tác thành bọn hắn, cho phép nàng gả cho thư sinh. Nàng rõ ràng nhớ, thư sinh cảm giác mình vô năng gào khóc lảo đảo rời đi, bóng lưng rời đi thương tâm kia theo thời gian trôi qua tuy có chút quên lãng, nhưng đời này của nàng không thể triệt để quên mất. Bây giờ sinh hoạt bình yên, nàng cũng có chút không rõ ca ca làm đến tột cùng là đúng hay sai, tiếp xúc được càng nhiều hiện thực, không biết mình năm đó có phải thiếu nữ vô tri hay không. Chí ít lấy tư duy hiện tại đối mặt hiện thực để nhìn lại năm đó, năm đó ý nghĩ và hành vi của mình đích xác là có chút không hiểu hiện thực. Nàng đã thành một mẫu thân, bản thân thay thế vị trí của ca ca năm đó, nếu nữ nhi của nàng muốn theo một thư sinh như vậy, nàng có thể đáp ứng sao? Sở dĩ nhìn thấy nam nhân này sẽ trột dạ, là bởi vì ước hẹn ba năm kia, thư sinh hăng hái nói, để nàng chờ hắn ba năm. Nhưng ước hẹn chưa tới, nàng đã gả cho người khác. Dù bởi vì có nguyên nhân khác, bởi vì biết thư sinh kia đã chết rồi, nhưng nàng là thật không có thủ ước. Vô tâm bình tĩnh nói, vì sao vương phi tâm hoảng ý loạn, là ta làm kinh hãi đến vương phi sao? Không không không, thiệu liếu nhi bẩn rộn xua tay phủ nhận, chỉ vì tướng mạo của tiên sinh như một vị cố nhân của ta, nhất thời thất thố, tiên sinh chớ trách. Quách mạn và nhan bảo như lại nhìn nhau lần nữa, vô tâm à lên một tiếng, có thể để vương phi nhìn nhầm, nói vậy thật rất giống ta, có cơ hội không ngại đưa tới để ta gặp gỡ. Thiệu liếu nhi gượng ép nói, tiên sinh làm khó ta, vị cố nhân kia từ lâu đã mất. Ngữ điệu ngừng lại, lại tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí một thử hỏi. Ngưỡng mộ đại danh tiên sinh đã lâu, tiên sinh y thuật tinh xảo, nói vậy là học y nhiều năm. Vô tâm ừm một tiếng, từ nhỏ đi theo bên người sư phó học y, thiệu liễu nhi à lên một tiếng, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống, thời gian vô tâm xuất hiện cùng thời gian thư sinh kia biến mất cách xa nhau không dài, trong thời gian không lâu làm sao có khả năng học được y thuật tinh xảo như vậy, nhất định là tu tập lâu dài mới đúng, mà trước đó thư sinh kia đối với y thuật có thể nói một chữ cũng không biết. Như vậy hai người thật chỉ là giống nhau mà thôi, không thể là cùng một người. Bất quá, nàng không thể không thừa nhận, hai người thực quá giống nhau. Vô tâm lại nói, lần này Vương Phi đến là muốn thăm dò kinh nghiệm học y của ta sao? Không không không, thiệu liếu nhi vội vã phủ nhận, tiện thiếp đến là khẩn cầu tiên sinh đại phát từ bi, trượng phu ta chúng kịch độc. Vừa nghe nàng đề cập trượng phu, vô tâm hơi không kiên nhẫn ngắt lời nói. Bộ tâm đã tìm ta, nên nói bộ tâm đều nói rồi, sự tình ta cũng biết rồi, không cần thiết nhiều lời. Thiệu Liễu Nhi lập tức chắp tay cầu khẩn nói, cầu tiên sinh đại phát từ bi, vô tâm mặt không hề cảm xúc nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên gần từng chữ nói. Ngươi để ta cứu trượng phu của ngươi, không biết là người nói vô tâm, hay người nghe có ý, nghe được lời ấy, Thiệu Liễu Nhi không nhịn được lại lần nữa tinh tế đánh giá dung mạo của đối phương, không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác trong lời nói của đối phương ý vị sâu xa. Ánh mắt của đối phương dường như càng lạnh, sự tình khẩn cấp, Thiệu Liễu Nhi bài trừ tạp niệm trong lòng lần nữa quỳ xuống cầu khẩn nói tiên sinh tiện thiếp phan ngài vô tâm nói bằng cái gì để ta cứu trượng phu ngươi thiệu liễu nhi lập tức nói tiên sinh muốn cái gì chỉ cần vương phủ có thể làm được nhất định tận lực thỏa mãn tiên sinh dứt lời liên tục dập đầu vô tâm ở trên cao nhìn xuống trong ánh mắt lóe qua thần sắc khổ sở gò má căng thẳng xem ra ngươi và trượng phu của ngươi cảm tình rất sâu lời này nói ra lại làm thân hình thiệu liễu nhi cứng đờ Vô tâm nói, ta muốn, ngươi không cho được, ta cái gì cũng không muốn, cho rằng hắn cự tuyệt cứu trị, thiệu liễu nhi lập tức ngẩng đầu, hoảng loạn nói. Tiên sinh, có điều kiện gì ngài cứ nói đi, vô tâm nói, ta không đề cập điều kiện với ngươi, ta đã gặp ngươi, đi đi, đưa trưởng phu của ngươi tới, còn có thể chỉ tốt hay không, ta không dám bảo đảm. Kết quả làm thiệu liễu nhi có chút ngoài ý muốn, ấp ủ một đống ngôn từ vậy mà không phát huy được tác dụng. Nghe tiếng vị này không dễ nói chuyện đã lâu, không nghĩ tới gặp mặt không nói hai câu, đối phương đã dễ dàng đáp ứng. Tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh, thiệu liếu nhi mừng rỡ liên tục cảm ơn, sau đó tranh thủ bò dậy, không dám trễ nải, chạy đi mang trượng phu tới. Quách mạn cũng đi theo, nơi này không phải địa phương ngoại nhân chạy loạn. Nhan bảo như đến bên người vô tâm, thử hỏi, tiên sinh, trước đây ngài có nhận thức vị vương phi này hay không? Nhận thức vị vương phi này, vô tâm nỉ non tự nói, không có hồi đáp, chậm rãi nhắm mắt, không có ngoại nhân, trên mặt rốt cục hiện ra thần sắc xoắn suýt khổ sở. Ừm, đột nhiên rên lên một tiếng, tóm chặt vị trí trái tim, trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt, cả người lung lay sắp đổ. Tiên sinh, nhan bảo như cả kinh, tranh thủ đỡ lấy hắn. Dược, dược, lấy thuốc cho ta, vô tâm hô hấp dồn dập thống khổ hô hoán. Tiên sinh chờ một chút, nhan bảo như vội vàng để hắn nằm thẳng trên đất, đưa tay vào trong ống tay áo lấy thuốc. Theo vô tâm lâu như thế, nàng biết vô tâm có bệnh đau tim, lúc phát bệnh cực kỳ thống khổ, uống thuốc trễ mà nói, khả năng sẽ mất mạng. Bất kể là nhan bảo như hay quách mạn, đều đã từng hỏi vô tâm, y thuật của quỷ y cao minh như vậy, lẽ nào cũng chỉ không được sao? Đối với vấn đề này, vô tâm không có bất kỳ hồi đáp. Ngoài trạch viện, đột nhiên xuất hiện một đám người, trực tiếp bao vây trạch viện, không ít người lắc mình vào, bốn phía, trên nóc nhà đều có người đề phòng. Người nhảy vào trong trạch viện siêu tầm chung quanh, kết quả không thể tìm được một bóng người. Một đại hán đứng ở trong đình viện, hai mắt như chim ưng quan sát bốn phía, mặt mũi lãnh khốc. Đến chính là người giáo sự đài, mà địa phương lục soát chính là địa phương lúc trước thiệu bình ba nghỉ lại. Có thể ở dưới tình huống không có đầu mối nào cấp tốc tìm ra điểm dừng chân của thiệu bình ba như vậy, có thể thấy lực lượng của giáo sự đài lớn như thế nào. chương 1662, thật là trời cũng giúp ta. Mấy nhân viên siêu tầm chạm chán, một người bước nhanh đi tới, chắp tay bẩm báo ói. Đại nhân, người đã đi rồi, căn cứ hiện trường để lại các loại vết tích mới mẻ phán đoán, thời gian rời đi hẳn không vượt qua một canh giờ, chúng ta tới chậm một bước. Không vượt qua một canh giờ, vâng, hẳn là như vậy, hán tử lại ngắm nhìn bốn phía, cũng chính là nói, nơi này rất có khả năng thật là nơi mục tiêu trú chân. Người bẩm báo nói, hoàn toàn có khả năng, sau khi lực lượng của chúng ta toàn diện động viên, rất nhiều gián điệp toàn lực tìm hiểu, lấy được tin tức nói có người tu tiên giới nhận ra tu sĩ tấn quốc ngụy trang ra vào nơi đây thám tử tấn quốc bị chúng ta theo dõi cũng có người ra vào nơi đây. Hai bên kết hợp, khả năng rất lớn. Một canh giờ, hán tử từ, từ từ nói, cũng chính là nói, ngay thời điểm chúng ta phát động siêu tầm, bọn hắn liền rời đi. Khả năng chính là như vậy, sớm không đi chế không đi, lại ở ngay khi chúng ta hành động rời đi, xem ra nội bộ chúng ta có người để lộ tin tức, sự tình này quay đầu lại sẽ xử lý. Hán tử cắn răng nói, lập tức thông báo các cửa thành, phát hiện bất kỳ nhân viên khả nghi nào ra vào, tất cả bắt hết. Thám tử tấn quốc ẩn núp ở kinh thành, ở trong chúng ta quản chế, bí mật tập kích, lập tức bắt hết, cần phải tìm ra hướng đi của mục tiêu. Lão tổ tông đã nói rồi, lần này phụng chỉ, chỉ xem kết quả không hỏi quá trình. Bất kỳ người nào cản trở hành động, mặc kệ là ai, chém giết ngay tại chỗ. Nơi đây không thể bỏ qua, phái người bí mật giám thị, phòng ngừa đối phương chơi cái hồi mã thương. Vâng, người bẩm báo lĩnh mệnh rời đi. Ngoài thành, một hán tử tản bộ ở trên bến tàu, ánh mắt liếc nhìn một loạt thuyền hàng qua lại, dường như tìm kiếm cái gì. Chợt thấy trong một loạt thuyền bè có một chiếc thuyền, dưới mái thuyền treo một lồng chim, trong lồng che nhốt ba con chim nhỏ. Nhìn bốn phía một chút, hán tử kia đi thẳng đến thuyền treo lồng chim, hắn trực tiếp nhảy lên đầu thuyền, người cầm lái ngồi ở mũi thuyền xoa xoa chân trần cũng chỉ ngẩng đầu nhìn một chút. Hán tử kia đi tới dưới mái thuyền tự mình lấy lồng chim xuống, mở lồng ra, bắt hai con chim nhỏ thả bay, sau đó đóng lồng lưu lại một con chim nhỏ treo trở về dưới mái thuyền làm xong tĩnh lặng đứng ở dưới mái hiên chờ nhìn con chim nhỏ còn lại ở trong lồng nhảy nhót líu ra líu díu. rất nhanh trong thuyền đi ra hai hán tử một người phụ trách cảnh dưới bốn phía một người bắt chuyện với chủ tàu phân phó nói hàng đủ rồi có thể xuất phát được chủ tàu lập tức hét lên nói lái thuyền người cầm lái lập tức mở dây thừng trong thuyền lại đi ra vài thuyền viên hai người cùng đi đến đầu thuyền cầm xào đẩy thuyền cách bờ người khác thì kéo buồm một thuyền hàng không nhỏ thuyền viên đã quen việc vừa nói vừa cười đều đâu vào đấy hán tử thông báo xuất phát cũng đi tới dưới mái hiên lấy lồng chim xuống thả bay một con chim nhỏ cuối cùng treo lồng trống trở về dưới mái hiên hai người một trước một sau lục tục thả bay ba con chim nhỏ nhìn nhau gật đầu người sau xoay người rời đi người trước theo hắn vào trong đợi hai người tiến vào phòng người phụ trách cảnh giới cũng đi vào theo tiện tay đóng cửa lại Ba người đi xuống dưới, một người khép lại nắp khoang thuyền, một người thắp sáng vài ngọn đèn treo lơ lửng ở đáy khoang. Ngọn đèn có chút lắc lư, có thể cảm nhận được cả chiếc thuyền đổi hướng khởi động. Người đốt đèn quay đầu lại đi tới bên người Hán Tử tản bộ lên thuyền sau, trầm giọng nói: "Lấy xuống, chúng ta nhìn xem hiệu quả thế nào." Hán Tử lên thuyền sau vâng một tiếng, đưa tay đến cổ áo kéo kéo, từ trên mặt kéo xuống một tầng ngụy trang, lộ ra khuôn mặt chính là dáng dấp của Ngưu Hữu Đạo dù trong lòng hai hán tử khác hiểu rõ nhưng thấy Nghiêu hữu đạo vẫn không nhịn được kinh ngạc nhìn nhau cuối cùng tới gần kiểm tra hai hán tử không phải người khác chính là đoạn hổ và ngô tam lưỡng sau khi dịch dung phụng lệnh đến nơi này hành sự xác nhận Nghiêu hữu đạo giả mặt không có vấn đề gì đoạn hổ lại nói cho chúng ta nhìn xem vết sẹo trên người người lên thuyền lại cới xiêm y đoạn hổ và ngô tam lưỡng vây quanh hắn tinh tế kiểm tra sau khi xem qua ngô tam lưỡng trà trà thở dài nói không nhìn ra là sẹo mới. Đệ tử quỷ y này quả nhiên là danh bất hư truyền, bản sự thay hình đổi dạng thật thiên y vô phùng. Mặc vào, khôi phục che giấu, đoạn hổ ra hiệu người lên thuyền khôi phục hình dạng lúc đầu. Người lên thuyền khôi phục nguyên dạng, rốt cục không nhịn được hỏi. Các ngươi đến tột cùng là người nào, vì sao để ta giả mạo nghiêu hữu đạo? Đoạn hổ nói, này còn trọng yếu sao? Người lên thuyền có chút sốt ruột, làm sao không trọng yếu? Nghiêu hữu đạo đi vào thánh cảnh, ta ở bên ngoài vừa lộ diện, dù là ai cũng biết ta là giả. Các ngươi đến cùng muốn ta làm gì? Đoạn hổ nói, ngươi còn có lựa chọn sao? Có muốn chúng ta đuổi ngươi về sư môn, để ngươi hảo hảo giải thích ngươi là làm sao cưỡng gian rồi giết chết nữ nhi của trưởng môn hay không? Người lên thuyền nhất thời ngậm miệng không nói. Ngô Tam Lưỡng nói, chỉ ít chúng ta giúp ngươi giả tạo dấu hiệu ngươi đã chết, giúp ngươi giải quyết nỗi lo về sau. Ngươi yên tâm, sự tình chúng ta đáp ứng ngươi sẽ thực hiện, chỉ cần nghe lời làm tốt, bảo đảm đời này ngươi không thiếu vinh hoa phú quý. Tuy không cách nào lại lấy bộ mặt thật gặp người, nhưng chỉ ít còn có thể hảo hảo sống sót, ngươi còn cần cân nhắc cái khác sao? Người lên thuyền nói, các ngươi muốn đưa ta đi đâu? Đoạn hổ nói, đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết, tình huống cụ thể không có nói cho đối phương biết, thuyền chỉ đi một khoảng cách, sau khi rời xa tề kinh sẽ có người lấy phi cầm cỡ lớn tiếp ứng, không thể thật tốn thời gian ở trên đường. Đừng cúi đầu ủ rũ, trang thì phải trang giống một chút, nhiều hữu đạo chân chính gặp gỡ sự tình gì cũng sẽ không ủ rũ giống ngươi. Ngô Tam lưỡng nhấc tay vỗ vỗ vai đối phương ở chỗ xa hơn, hoặc nói là địa phương rời xa Tề Kinh. Trên thảo nguyên đột ngột hiện ra núi rừng, có một lâm viên hoàng gia Kim Vương Hạo Khải cáo bệnh nghỉ ngơi đang ở đây tu dưỡng, đã rời xa Trần Thế náo động. Cáo bệnh nghỉ ngơi là giả, thân thể không có vấn đề gì. Loại người địa vị như hắn, bên người trường kỳ có tu sĩ trợ giúp điều trị, bệnh bình thường khó có thể xâm lấn. Kỳ thực lần này hắn cũng mơ mơ hồ hồ, mưu sĩ Điền Quảng Phương nói người phía dưới chọc ra chút việc, kiến nghị hắn ở trước khi triều thần công kích xin nghỉ, thời điểm này đừng tự bôi xấu ở trước mặt bệ hạ, bệ hạ không nhìn thấy hắn, nhiều lắm đưa tin trách cứ một trận, sự tình kéo một lúc sẽ đi qua. Nhưng đã rời xa trần thế náo động, lại không thể tránh thoát hỗn loạn bên kinh thành, Kim Vương Hạo Khải đang cầm tình báo tới từ kinh thành, cả kinh nói. Toàn bộ chúng độc, tại sao lại như vậy? Làm sao khả năng có người có cơ hội ở trong phòng nghỉ hạ thủ?" Điền Quảng Phương vuốt dâu nói, "Họa phúc khó đoán a, à, xem ra Vương gia thật là hồng phúc tề thiên, vốn là trốn một chút phiền phức, không nghĩ tới lại tránh thoát một kiếp." Nghe hắn nói như thế, Kim Vương Hạo Khải ngẩn ra, chợt minh bạch ý tứ của đối phương, có thể nói nghĩ mà sợ hãi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Tiên sinh nói thật đúng, nếu không như vậy, sợ là bản vương khó thoát kiếp này." Ngón tay gõ gõ tình báo, bỗng ngẩn ra, tiếp đó ngửa mặt lên trời cười ha ha. Thật là trời cũng giúp ta, Điền Quảng Phương kinh ngạc, vương ra cớ gì cười. Kim Vương Hạo Khải gõ tình báo nói, tiên sinh là người thông minh, vì sao lại hồ đồ rồi. Người xem, các hoàng tử đứng hàng triều đình toàn bộ chúng độc, chỉ bản vương một người may mắn thoát khỏi đại nạn, bây giờ vị trí thái tử ngoài ta còn ai. Ha 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 ha, lại lần nữa ngửa mặt lên trời cười lớn, vương ra hồ đồ, Điền Quảng Phương gấp đến độ rậm chân. Đây rõ ràng là dấu hiệu đại họa lâm đầu, sao vương gia còn cười được. Chương 1663, Hắc thủy đài chi thương. Trong nháy mắt Hạo Khải như bị bóp lấy cổ, kinh nghi bất định nói: Sao tiên sinh lại nói lời ấy? Điền Quảng Phương nói: Họa phúc song hành a, vương gia là tránh thoát một kiếp không sai, nhưng sao vương gia không suy nghĩ một chút, các hoàng tử đứng hàng triều đình đều gặp độc thủ, chỉ có vương gia may mắn thoát khỏi đại nạn, thay đổi vương gia là bệ hạ, vương gia sẽ nghĩ như thế nào? Hạo khải ngậm miệng không nói gì, sắc mặt trắng bệch, lần này là thật không cười nổi. Hắn ngượng ngùng nói, có lẽ phụ hoàng sẽ hoài nghi ta, nhưng sự tình đích xác không phải ta làm, nhất định có thể điều tra rõ chân tướng trả ta thanh bạch. Điền quảng phương nói, không sai, đích xác không phải vương gia làm, sự tình này trời biết người biết ta biết, nhưng người khác sẽ nghĩ như thế nào. Vương gia đừng quên, người sớm không cáo bệnh muộn không cáo bệnh, một mực ở thời điểm này cáo bệnh, lẽ nào vương gia chết không thừa nhận liền có thể qua người dám làm loại sự tình này sao có thể để người dễ dàng bắt lấy thóp cái nồi này không để vương ra cóng thì ai đến cóng đây hạo khải hô hấp dồn dập bỗng nhiên dậm chân chỉ vào điền quảng phương quát mắng đều là ngươi làm chuyện tốt nếu không phải ngươi khuyên ta xin nghỉ ta làm sao có thể cóng cái oan ức này điền quảng phương biết hắn đang uất ức nhắc nhở nói nếu không phải ta khuyên can lúc này vương gia đã thân chúng kịch độc mệnh tại sớm tối chết vào oan ức vương gia chọn loại nào nếu như vương gia tình nguyện chết cũng không muốn oan ức vậy ta không lời nào để nói bây giờ tự sát chứng minh trong sạch có khác gì đâu hạo khải nặng nề không lên tiếng hay kết quả bày ra để chọn mà nói như vậy khẳng định là sống tốt hơn đối với cảm thụ cá nhân của hắn nói từ trình độ nào đó xin nghỉ tránh thoát một kiếp càng tốt nghĩ tới tình huống thân chúng kịch độc kề bên tử vong hắn ngẫm lại cũng sợ hãi phụ hoàng giận dữ sợ là ta không chết cũng tàn tật bây giờ có thể làm sao đây tiên sinh có kế sách gì không Hạo Khải thấp thỏm lo âu thỉnh giáo. Điền Quảng Phương vuốt sâu trầm ngâm nói, cũng không phải không có khả năng cứu vãn, bây giờ cũng may Vương Gia không ở Kinh Thành, sẽ không trong nháy mắt rơi vào hiểm cảnh. Vương Gia có thể nhanh rời nơi đây, tạm lảng tránh. Bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua truy tra, đợi bệ hạ điều tra rõ chân tướng, tự nhiên sẽ biết Vương Gia bị oan uổng, đến lúc đó coi như Vương Gia không thể khôi phục tức hiệu, chỉ ít có thể giữ được tính mạng. Bệ hạ không thiếu nhi tử, hạo thừa có thể ở rể về quốc, chính là vết xe đổ. Hạo Khải Bi vẫn nói, người cũng nói, người dám làm loại sự tình này, sao có thể để người dễ dàng bắt lấy thóp, nếu như phụ hoàng không cách nào điều tra rõ chân tướng thì sao? Điền Quảng Phương nói, nếu thật như vậy, vương gia ở lại không đi, kia chính là ngồi chờ chết. Hạo Khải thất vọng, ha ha, lộ ra cười thảm. Trốn, thiên hạ to lớn, bản vương lại có thể trốn đi đâu? Điền Quảng Phương chắp tay nói. Ti chức trước, trước vì vương gia làm việc, cũng coi như dựa vào vương gia nhận thức một vài người, nếu như vương gia muốn thoát thân tránh hiểm, ti chức tự có biện pháp an bài, sẽ không để vương gia không chỗ để đi. Cuối cùng, dưới một phen khuyên bảo, Hạo Khải nghe Điền Quảng Phương khuyên, tùy thời thoát đi nơi đây. Không có Hạo Khải hắn nguyện ý phối hợp, lực lượng phòng hộ bên cạnh hắn không yếu, rất khó bị mang đi dễ dàng. Nhưng mà hắn không biết, lần trốn này, làm hắn không cách nào quay đầu lại. Trong trạch viện của đệ tử quỷ y cho phép tiến vào vài người, cho phép mấy người hỗ trợ khiêng hạo chân đi vào. Trừ vương phi thiệu liễu nhi, đại khâu môn sa bất trì, huyền binh tông tạ long phi, thiên hỏa giáo cao tiệm hậu, nhân viên tam đại phái đều mượn cơ hội này tiến vào trạch viện của đệ tử quỷ y. Trong y đường hoàn toàn yên tĩnh, không người dám lên tiếng quấy dày, đều tĩnh lặng nhìn vô tâm dùng ngân châm lấy huyết thử độc, nghiệm độc, người tam đại phái phán đoán là ngọc thi độc, đó chỉ là tam đại phái phán đoán, vô tâm hiển nhiên phải tỉ mỉ xác nhận, không thể mạo muội động thủ xa bất trì, tạ long phi, cao tiệm hậu lấy một trường nhấn lên người hạo chân, tiếp tục thi pháp áp chế kịch độc trong cơ thể hạo chân, không dám có chút buông lỏng, cần phải kiên trì đến lúc vô tâm giải độc, bằng không kịch độc toàn diện bạo phát lúc nào cũng có thể sẽ trôn vùi tính mạng của hạo chân. Người đều có động tác theo thói quen, vô tâm chăm chú giải độc cũng có động tác theo thói quen. Thiệu liếu nhi bắt lấy, ánh mắt nhìn vô tâm thỉnh thoảng lóe qua thần sắc kinh nghi bất định, răng bạc cắn chặt môi không thả. Đích xác là ngọc thi độc, vô tâm gật đầu, sau đó nhìn đám người Sa bất chỉ nói. May mà các người toàn lực giúp hắn áp chế độc tính, bằng không hắn từ lâu đã chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại ta sẽ giúp hắn giải độc, hắn thân chúng kịch độc, các người cần phải tiếp tục giúp hắn áp chế lại độc tính. Sa bất Chỉ gật đầu nói, tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Vô tâm nói, không cần các người dốc hết toàn lực, pháp lực bị hụt lập tức thay người đi vào, bằng không xảy ra sự cố thì đừng oán ta. Vâng, tất cả nghe tiên sinh phân phó. Ba người ngoan ngoãn gật đầu, thiệu liễu nhi cắn môi, lúc này không quá chú ý trượng phu, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của vô tâm. Trong y đường khẩn trương có thứ tự cứu trị người chúng độc, trên đường phố bên ngoài thì rối loạn, đủ loại xe ngựa tập hợp, các phương suýt chút nữa đánh đập tàn nhẫn. Đến đều là vương phi của các phủ, hoặc phu nhân chính thất của hoàng tộc nào đó. Lúc đầu biết ngay cả bộ tầm cũng không thể thỉnh cầu đệ tử quỷ y xuất thủ cứu trị, gia thuộc người chúng độc tự nhiên đều không mong đợi, cũng không dám dễ dàng quấy dày. Đợi vương phi của anh vương phủ thiệu liếu nhi ở ngoài cửa quỳ xuống đất dập đầu, rốt cuộc lấy một mảnh thành tâm cảm động đệ tử quỷ y, nhờ được đệ tử quỷ y ra tay cứu trị anh vương hạo chân. Tin tức vừa ra, nữ chủ nhân các phủ nhất thời ngồi không yên, có thể nói hành động nhất trí, đều cuốn quyết tới rồi. Không đến không được, mà kệ học theo răm giáp có tác dụng hay không, cũng phải tới thử một lần, bằng không không chỉ nam nhân trong nhà chết, thân làm nữ chủ nhân e là cũng bị nước bọt dìm chết. Rõ ràng là thiệu liếu nhi làm hết sức mình nghe thiên mệnh, hết toàn lực tìm được một con đường nhưng nữ chủ nhân các phủ khác lại ít có cảm tạ trong lòng oán hận ngược lại không thiếu loại sự tình này để Thiệu Liễu Nhi mở đầu để các nàng làm sao chịu nổi then chốt là sự tình này truyền tới tai bệ hạ bệ hạ sẽ nhìn Thiệu Liễu Nhi thế nào sẽ nhìn các nàng thế nào một đám phụ nhân đều biết sự tình lớn như thế không gạt được tai mắt của bệ hạ bệ hạ khẳng định biết rồi chỉ một chuyện này danh tiếng của các phương phi hoàn toàn bị anh vương phi ép xuống trong lòng các phụ nhân khỏi nói có bao nhiêu oán hận. Có vài nữ nhân trong nội tâm thậm chí ước gì hết thảy hoàng tử đều không được cứu trợ, cũng không muốn Thiệu Liễu Nhi độc chiếm danh tiếng này. Này không chỉ là danh tiếng bị ép, nếu hoàng tử khác đều chết, anh vương Hạo Chân chẳng phải sẽ độc lập triều đình, vị trí thái tử thuộc về ai? Chỉ sợ ngay cả Tam đại phái cũng sẽ nghiêng về một phía chống đỡ anh vương. Lúc này các xe ngựa đồng thời tới không ai nhường ai đã loạn thành một đống, ai cũng muốn tranh nhau chen lấn thời điểm này một đám quý phụ ai cũng không chịu lạc hậu, một khi nữ nhân điên lên, nam nhân cũng phải sợ, tình cảnh có thể tưởng tượng được. Vương Phi Ngọc Vương phủ thương tuyết vạch màn xe, trước tiên bỏ xe ngựa bộ hành, sắc mặt rất khó coi. Trước khi đến, nàng đã bị hoàng hậu tìm tới, có thể nói bị hoàng hậu cay nghiệt trào phúng, để nàng nhìn thê tử của anh Vương như thế nào như thế nào, vì cứu trượng phu mình thả xuống tôn nghiêm của Vương Phi dập đầu quỳ cầu không nói, thậm chí không tiếc rút kiếm lấy tự vẫn đến bước bách chương 1664, công đức vô lượng 1. Hoàng hậu nói, đây mới là dáng vẻ của người thê tử, nói bản thân mắt bị mù, sao không tìm được con dâu ngoan như vậy. Liên lụy tới tính mạng của nhi tử, lần này hoàng hậu nói đích xác là rất cay nghiệt, cũng kích thích thương tuyết không nhẹ, nhưng bị nói không thể trả lời. Thương tuyết bỏ xe, nữ nhân các phủ phản ứng lại, dồn dập bỏ xe chạy tới. Một đám quý nhân xuất hành, tùy tùng không thiếu, chủ nhân liều mạng đi về phía trước, tùy tùng cũng không dám lạc hậu, lại một phen hỗn loạn may là có một đội binh mã vào tới mang theo ý chỉ của hoàng đế đến duy trì trật tự mới cấp tốc khống chế lại cục diện từ trình độ nào đó mà nói hoàng đế trưởng khống nhịp điệu hậu cung tranh sủng vì bản thân hưởng dụng còn hiểu rất rõ nữ nhân chỉ ít biết một mặt nào đó của nữ nhân có thể đúng lúc phái người đến can thiệp chỉ thả đám quý nhân tiến vào ngõ nhỏ các tùy tùng toàn bộ bị ngăn lại có một hạ nhân hơi lắm miệng thống lĩnh liền rút đao chém xuống máu tươi phun ra đầu người rơi xuống đất một thi thể ngã vào trong vũng máu co giật thống lĩnh mặt không hề cảm xúc vẫy vẫy đao hiện trường trong nháy mắt an tính mà trong ngõ hẻm ngoài cửa tiểu viện cũng không yên tĩnh một đám quý phụ quỳ gối dập đầu cầu xin hoàng cung đại nội hạo vân đồ cùng trưởng môn của tam đại phái chờ tin tức để từ quỷ y cứu trị một tên thái giám đi tới nhìn hạo vân đồ bẩm báo tình huống một đám quý phụ cầu xin hạo vân đồ nghe xong phất tay ra hiệu lui đi sắc mặt khó coi có thể đẹp đẽ mới lạ một đám con dâu em dâu chị dâu của hắn chạy đến chỗ kia quỳ xuống dập đầu còn thể thống gì truyền đi là chuyện cười a à. chỉ là một thầy thuốc ỷ có mấy phần bối cảnh liền tự cao như vậy làm hoàng gia mất hết thể diện đã chọc ra sát tâm của hắn tuy lực ảnh hưởng của quỷ y rất lớn nhưng lớn không qua quyền thế của hắn nếu không phải quỷ y xuất quỷ nhập thần để người không tìm được nói chung sau sự tình lần này coi như không giết được đệ tử quỷ y hắn cũng hạ quyết tâm sẽ không để vô tâm dễ chịu coi như vô tâm cứu nhi tử hắn hắn cũng sẽ không chút cảm kích quyết tâm cho đệ tử quỷ y một chút màu sắc nhìn xem rất nhanh sự tình trước mắt bị hắn ném ra sau đầu nhi tử chết sống cũng không trọng yếu bộ tầm mang đến tình huống càng khẩn cấp đại quân đi trợ giúp vệ quốc xảy ra vấn đề điều hành thất thường có ba đạo thẳng đến kinh thành xảy ra chuyện gì hạo vân đồ khiếp sợ không bao lâu tin tức của hô diên vô hận cũng tới đề cập đại quân dị thường hỏi hoàng đế phải chăng hạ lệnh ba đường nhân mã lùi lại căn bản không có sự tình, Hạo Vân Đồ lập tức ý thức được xảy ra vấn đề. Ngay sau đó tu sĩ của Tam đại phái theo quân cũng lục tục truyền đến tin tức hỏi thăm tình huống. Rất nhanh, mấy con phi cầm cỡ lớn mang theo tu sĩ của Tam đại phái hỏa tốc rời đi, lao tới các lộ đại quân. Vấn đề loạn tượng ở chỗ nào, không khó xác định rõ ràng, rất nhanh liền điều tra rõ là trung khu đưa tin bị ngoại địch công hãm, ba đường đại quân lao tới kinh thành căn bản tiếp không được tình báo chân thực, cũng phát không ra tình báo chân thực. May là không phải hết thảy trung khu đưa tin đều bị công hãm, chỉ có ba đường nhân mã kia. Muốn lấy loại thủ đoạn này triệt để điều khiển nhân mã tề quốc là căn bản không thể, tối đa chỉ là trì trệ một chút. Hạo vân đổ dưới cơn thịnh nộ, lực lượng của giáo sự đài nhất thời điên cuồng, toàn diện thanh tra. Nước qua lưu ngân, lực lượng của giáo sự đài cắn vào manh mối không tiếc giá lớn truy tra, thậm chí thả giết sai cũng không buông tha. Một chiến trường để hắc thủy đài tấn quốc và giáo sự đài về quốc đọ sức ở mỗi phương hướng oanh oanh liệt liệt triển khai, nhưng địa phương đọ sức đa số là ở địa bàn Tề quốc. Mấy trăm năm qua tấn quốc ở Tề quốc phát triển diễn sinh ra mạng lưới tình báo bí mật, không biết bao nhiêu đời người tâm huyết cùng rất nhiều người trả giá sinh mệnh xây dựng ra con đường, bởi vì chiến dịch này bại lộ, tổn thất thảm trọng, gặp tổn hại to lớn khó có thể chịu đựng. Nhưng đối với tấn quốc mà nói, này là sự tình trong dữ liệu, vì chống đỡ kế hoạch lần này của Thiệu Bình Ba, tấn quốc vốn là vận dụng lực lượng quốc gia toàn diện chống đỡ chỉ cần trận chiến này có thể thắng trả giá lại lớn cũng đáng hoặc là nói vốn có ý muốn hy sinh một vài người này là một trận chém giết không nhìn thấy ngọn lửa chiến tranh này là một trận quyết đấu ở trong bóng tối người tham dự cơ hồ vĩnh viễn không bao giờ có thể thấy được ánh sáng người thắng không dám dương danh không thể nói bản thân làm cái gì không thể nói bản thân giết bao nhiêu kẻ địch người chết cũng không thể như chiến sĩ trên chiến trường dựng bia chép sử thậm chí không thể tiết lộ vì sao mà chết. Nguyên nhân đều giống nhau, bằng không rất dễ dàng bị tìm hiểu nguồn gốc. Người sống vô danh, người chết vắng vẻ. Nhìn danh sách tổ chức tình báo của hai nước liều mạng hy sinh đầy giấy, đại nội tổng quản của tấn quốc đào lược ngồi ở dưới ánh đèn nhắm mắt không nói, khóe mắt ngậm lấy lệ quang. Hắn khóc, thế nhưng không có khóc lên, tổn thất quá thảm trọng, Hắc thủy Đài bao nhiêu đời người kinh doanh tâm huyết, những người này khi chết đều gọi ra một tiếng lão tổ tông, hắn biết bản thân xin lỗi những người này lão tổ tông, không thể lại đấu như vậy nữa, kia là sân nhà của tề quốc, các huynh đệ tổn thất quá lớn, tiếp tục đấu nữa không có bất kỳ ý nghĩa, nên đúng lúc rút đi, như vậy còn có thể ở bên kia bảo tồn một chút hương hỏa. Một hán tử đến đây bẩm báo khóc ồ ồ, quá khốc liệt rồi. Ai, đào lược ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, mở hai mắt ra, dùng tay áo lau lệ, lắc đầu nói. Có ý nghĩa hay không người ta nói không tính, có ý nghĩa hay không người rất nhanh sẽ minh bạch. Ý nghĩa ở đâu? hán tử đến đây bẩm báo yêu cầu đáp án. Đào lược lắc đầu, không nói cho hắn biết đáp án, cũng không thể nói, đây là tuyệt mật, trừ mấy người hạt nhân, thì không được đối ngoại tiết lộ. Nhưng đích xác như đào lược nói, không bao lâu sau, hán tử biết đáp án, biết các huynh đệ hy sinh ý nghĩa ở đâu. Ngay khi tề quốc đuổi bắt thiệu bình ba không lâu, bên vệ quốc cũng triển khai lùng bắt đồng giảng. Thiệu bình ba còn chưa rời tề quốc, cho dù biết tề quốc lùng bắt hắn, hắn y nguyên mạo hiểm lưu lại, không có biện pháp, tiếp đến còn có kế hoạch càng lớn, không tự mình tỏa chấn chỉ huy mà nói, giao cho người khác hắn căn bản không yên lòng. Hắn trốn ở trong một trạm dịch cách tề kinh không tính quá xa, hắn phải tận lực tới gần trung khu tề quốc, để nhanh chóng nắm giữ thế cục biến hóa. Địa phương là hắc thủy đài của tấn quốc chuẩn bị, phụ trách trạm dịch này là quan lại tề quốc, nhưng bị hắc thủy đài phái nhân thủ tới đánh vào bộ máy hành chính của tề quốc. Trạm dịch này là hậu thủ của hắc thủy đài, mục đích chuẩn bị là một khi gặp gỡ sự kiện to lớn, dùng để làm tiếp ứng thí dụ như một khi triều đình tấn quốc có yêu cầu nơi đây có thể yểm hộ nhân viên quan trọng rút lui bởi vì chức năng to lớn nên vì bảo mật không có bất kỳ liên hệ nào với nhân viên ẩn núp khác ở tế quốc trực thuộc trung khu của hắc thủy đài tấn quốc trạm dịch này vẫn chưa dùng qua lần nào thiệu bình ba là người mở hàng thiệu bình ba trốn ở trong địa đạo dưới trạm dịch chịu đựng âm u ẩm ướt như một con chuột lẩn trốn dưới ánh đuốc nhìn tình báo trong tay thiệu bình ba nói thầm quả nhiên là hắn quả nhiên là một lòng muốn ta chết, tình báo là tin tức bên về quốc lùng bắt thiệu bình ba hắn. Ai, thiệu tam tỉnh không rõ, thiệu bình ba chậm rãi thở ra một hơi, khí tức nghiêm nghị. Nghiêu hữu đảo, ta suy đoán không sai, biết thánh cảnh cản không được hắn, hắn quả nhiên đã xây dựng ra con đường liên lạc trong ngoài thánh cảnh. Nghiêu hữu đảo, thiệu tam tỉnh mờ mịt không rõ, không biết hắn nói cái gì. Trường 1665, Công Đức Vô Lượng 2 Bất quá hắn biết nghiêu hữu đạo, biết đã thành tâm bệnh của đại công tử. Lúc trước nghiêu Hữu đạo kia nhiều lần làm đại công tử tức giận đến nôn ra máu, hiện nay đại công tử tu dưỡng nhiều năm, khí huyết tạm ổn, thế nhưng tại sao lại dính dáng đến nghiêu Hữu đạo? Hắn mơ hồ có chút lo lắng, đại công tử ngủ đông nhiều năm, lẽ nào vừa xuất sơn lại phải cùng nghiêu Hữu đạo giao thủ sao? Nói thật, đừng nói Thiệu Bình Ba, ngay cả hắn vẫn hầu ở bên người Thiệu Bình Ba, cũng có chút bị nghiêu Hữu đạo dọa sợ, vừa nghe đến ba chữ nghiêu Hữu đạo liền có chút bỡ ngỡ. Thiệu Bình Ba ở trên tay Ngưu Hữu Đạo ăn bao nhiêu lần thảm bại, bị làm cho giết huynh thí mẫu, bị Ngưu Hữu Đạo làm tiếng xấu lan xa, thậm chí bị Ngưu Hữu Đạo truy sát suýt chút nữa mất mạng, hắn vẫn hầu ở bên người Thiệu Bình Ba là tự mình trải qua. Thời điểm nguy hiểm nhất, Thiệu Tam Tỉnh biết Thiệu Bình Ba bị Ngưu Hữu Đạo bước đến mức độ gì. Hắn luôn rất kính phục bản sự của Thiệu Bình Ba, nhưng đại công tử có bản lĩnh như thế, vẫn nhiều lần bị Ngưu Hữu Đạo đè đánh, còn đánh rất thảm. Hắn giống như Thiệu Bình Ba, biết nghiêu hữu đạo đáng sợ như thế nào lại cùng đối thủ cũ giao phong lần nữa trong lòng thiệu tam tỉnh rất không chắc chắn nghe được danh từ kia cũng đã có chút khiếp đảm thử hỏi hắn không phải bị vây ở trong thánh cảnh sao tâm tình của thiệu bình ba trầm trọng không có tâm tình phí lời giải thích lại nhìn tình báo trong tay lần nữa theo người khác vẻn vẹn là một phần tin tức có quan hệ bên về quốc lùng bắt hắn mà thôi nhưng theo hắn sau lưng tình báo để lộ ra tin tức là ý vị sâu xa giống như lúc trước hắn và người bên phiêu miểu các nói chuyện nghi vấn các loại khả năng hắn bị lộ bí mật hắn hoài nghi nghiêu hữu đạo thế nhưng tồn tại khá nhiều nhân tố khác các loại khả năng đều có cho nên không dám xác định là nghiêu hữu đạo nhưng tin tức này tới nói rõ một vấn đề người muốn xuống tay với hắn không thể xác định hắn ở vệ kinh hay ở tề kinh cũng chính là nói không phải bên tấn quốc để lộ bí mật cũng bài trừ khả năng thế lực khác dò hỏi ra tung tích của hắn ngược lại xác minh suy đoán của hắn suy nghĩ một lúc Thiệu Bình Ba ngẩng đầu lên nói. Phát tin tức cho vị kia, nói cho hắn, ta xác định chính là Ngưu Hữu Đạo, để bên kia mau chóng cho ta tình huống của Ngưu Hữu Đạo ở trong thánh cảnh. Thật đấu với Ngưu Hữu Đạo nữa sao? Thiệu Tam Tỉnh có chút hãi hùng khiếp phía, thử nhắc nhở nói. Vừa nãy ý tứ của đại công tử có phải nói Ngưu Hữu Đạo che giấu thánh cảnh liên hệ bên ngoài hay không? Nếu thật như vậy, sao đại công tử không báo tình huống cho thánh cảnh, để Ngưu Hữu Đạo chịu không nổi? Thiệu Bình Ba lạnh lùng nói. Ấu chỉ, vâng, thiệu tam tỉnh có chút lúng túng nói, ta liền đi phát tin tức, rứt lời xoay người rời đi, chờ đã, thiệu bình ba kêu lại hắn, hỏi, tình huống của hạo chân thế nào, thiệu tam tỉnh nói, sau khi rời trạch viện, không thấy bên anh vương phủ có động tính dị thường gì, xem tình huống hẳn là thoát hiểm. Thiệu bình ba khẽ vuốt cầm, xem ra đệ tử quỷ y đích xác là danh bất hư truyền. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu thiệu liễu nhi biến thành quả phụ, hắn thật không biết nên làm sao đi đối mặt muội muội. Sự tình hạ độc là ai làm, có quan hệ tới hắn sớm muộn gì cũng sẽ bạo lộ ra. Chỉ cần hạo chân không sao, sau này thiệu liễu nhi oán hận hắn như thế nào, hắn cũng không để ý. Chỉ cần thiệu liễu nhi có thể sống tốt, oán hận thì oán hận đi, hai huynh muội nên duy trì một khoảng cách nhỏ, trước mắt đối với thiệu liễu nhi mà nói là một loại bảo hộ. Nhưng thiệu tam tỉnh nhắc nhở nói, hắc thủy đài gửi thư, đối với hành vi của đại công tử tựa hồ có chút bất mãn. Hắc Thủy Đài được biết kế hoạch trọng đại như vậy lại lỡ mất một khâu ở đệ tử Quỷ Y, vậy mà không giải quyết đệ tử Quỷ Y đi, để đệ tử Quỷ Y xuất thủ cứu sống những người chúng độc, làm thủ đoạn hạ độc không dễ dàng thành công, không phát huy ra hiệu quả càng lớn. Kết quả này làm Hắc Thủy Đài rất không thỏa mãn. Hắc Thủy Đài hy vọng hoàng tộc của Tề quốc chết một mảnh, hy vọng tạo thành nội loạn càng lớn. Đặc biệt là biết Thiệu Liễu Nhi là người thứ nhất quỷ cầu đệ tử Quỷ Y xuất thủ cứu trị, Hắc Thủy Đài càng ngày càng hoài nghi hành vi của Thiệu Bình Ba hoài nghi Thiệu Bình Ba ở trong hành động to lớn như vậy lẫn lộn tư tình cá nhân. Cũng đích xác là lẫn lộn tư tình cá nhân, lợi dụng lực lượng của Hắc Thủy Đài ở Tề Kinh đặt bẫy, muốn hạo chân tránh thoát một kiếp, chỉ là ra ngoài ý muốn mà thôi, loại sự tình này sao có thể giấu được Tấn Quốc. Thiệu Bình Ba trầm mặc nói, không phải ta đã giải thích sao? Thiệu Tam Tỉnh nói, chỉ sợ loại giải thích này bọn hắn không hẳn sẽ tin, lần này bởi vì kế hoạch của Đại Công Tử, nhân viên nằm vùng của Hắc Thủy Đài ở Tề Quốc chết quá nhiều, Thiệu Bình Ba nói, chỉ cần sự tình thành công, có tin hay không không trọng yếu. Đưa tin hát thủy đài, bên Tần Quốc cần phải kéo tiếp, gây chút áp lực cho hai người điền, má, có thể thả ra lời đồn la chiếu muốn thay hai người rồi. Vâng, Thiệu Tam tỉnh lĩnh mệnh rời đi, đến lúc một đệ tử hoàng tộc cuối cùng được mang ra tiểu viện, trong trạch viện rốt cuộc thanh tĩnh, vô tâm mệt đến ngất ngư rốt cuộc ngồi phịch ở trên ghế nghỉ ngơi. Hoàng tộc chúng độc cứu một người lại tới một người, vô tâm là ba ngày ba đêm không chợp mắt, Vốn những người còn lại chúng độc kiên chỉ không được lâu như thế, nên hắn trước tiên lấy thuốc tạm thời áp chế lại độc tính, cộng thêm một đám tu sĩ phối hợp, sau đó mới có thời gian cứu trị từng cái. Vốn hắn chỉ dự định cứu hạo chân, những người khác chết sống căn bản không để ý. Nhưng bởi vì một câu nói của nhan bảo như, làm vô tâm dùng hết toàn lực cứu trị hoàng tộc chúng độc. Sau khi giải độc cho hạo chân, nhan bảo như nhìn thấy một mảnh quý phụ ở bên ngoài quỳ cầu xin, nói một câu. Hạo chân tránh thoát tai kiếp, nếu người khác không thể tránh thoát một kiếp, sợ là những nữ nhân này sẽ hận chết Thiệu Liễu Nhi, Thiệu Liễu Nhi tất thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhan Bảo như nói không phải không có đạo lý, nữ nhân khẳng định càng hiểu rõ tâm tư nữ nhân hơn nam nhân. Bởi vì câu nói này, vô tâm đại phát tử bi, cũng cứu đám hoàng tộc chúng độc kia một mạng. Lần này tiên sinh công đức vô lượng, toàn bộ hoàng tộc tề quốc sợ là đều phải cảm tạ ngài, tiên sinh có thể an tâm nghỉ ngơi. Quách mạn cười, đắp cho hắn một cái chân bông.